Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 45. Nhưng ông ta vẫn cứ dứt khoát sử dụng, thậm chí còn dùng thân xác máu thịt để tạo thành bức tường thịt cản Nam Cung Giận lại, tranh thủ thời gian quý giá cho Tô Thương. Điều này khiến Tô Thương rất cảm động, ấn tượng về Thạch Hạo Hãn cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh bắt đầu nhìn nhận lại Thạch Hạo Hãn, trong lòng nguyện ý thừa nhận ông ngoại này. Bởi vậy, Tô Thương không chút do dự, trực tiếp bắt đầu cải cách giới luyện võ, để giới luyện võ thay đổi thời đại. Giờ phút này, mây gió trên bầu trời biến động, sấm chớp răng khắp nơi kèm theo những tiếng ầm ầm vang lên, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Vèo vèo vèo. Mọi người ở đây đều ngước nhìn lên không trung, nín thở tập trung chứng kiến lịch sử. Mà Tô Thương thì đưa hai tay ra bấm quyết, ánh sáng màu vàng trên người dần dần bay lên không trung. Cứ kéo dài như vậy khoảng nửa phút, Tô Thương mới dừng động tác lại. Lúc này, bầu trời vốn đang gió nổi mây vần đột nhiên trở lại bình tĩnh, tất cả đều đã khôi phục bình thường. Nhưng mà bây giờ giới luyện võ đã xảy ra thay đổi khác trước kia một trời một vực. Thay đổi, giới luyện võ biến đổi, thành công thật rồi. Ha ha, tôi cảm nhận được dường như còn có cảnh giới mới phía trên lục địa võ thần, đây là phát triển theo chiều hướng tốt. Phía trên lục địa võ thần là cảnh giới gì đây? Lão Phu đã vào lục địa võ thần sơ kỳ, cũng mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của giới luyện võ. Tôi đột phá rồi, ha ha ha, kẹt ở Thiên Tông đỉnh phong lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng đã đột phá đến Thần Tông sơ kỳ rồi. Tôi cũng đột phá, Thiên Tông sơ kỳ, rốt cục không còn là địa tông cảnh giới kẻ yếu. Có rất nhiều người đột phá, xem ra đây là giới luyện võ đang trở nên rộng hơn để mang đến lợi ích cho người luyện võ. Cảm ơn Tô Minh Chủ, nếu không có anh ấy mở cải cách giới luyện võ sẽ không xuất hiện cảnh tượng phồn vinh thế này. Cảm ơn Tô Minh Chủ. Cảm ơn Tô Minh Chủ. Cảm ơn Tô Minh Chủ. Chấm chấm chấm. Chỉ trong phút chốc. Cảnh giới của đa số những người luyện võ ở đây đều tăng lên, ai nấy đều bước lên phía trước một bước, thi nhau cảm ơn Tô Thương, trong ánh mắt tràn đầy về cung kính. Sau cảnh giới lục địa võ thần là cảnh giới võ tôn, tiếp đó là võ thánh, sau võ thánh là võ thần. Lúc này, cả người Tô Thương vẫn tràn ngập ánh sáng màu vàng chói lóa giống như một vị thần, thản nhiên nói, điểm cuối của hệ thống cổ võ chính là cảnh giới võ thần. Bỏ đi hai chữ lục địa đứng trước đi, trở thành vị thần chân chính. Mặc dù tôi là người tu chân, nhưng tôi thấy hệ thống cổ võ cũng không yếu, cho dù là luyện võ hay tu chân thì đều có kết quả như trăm sông đổ về một biển, đó chính là khiến người tu luyện mạnh lên. Tô Thương kích động nói, tôi tin chắc chưa đến trăm năm nữa, trên trái đất sẽ xuất hiện cảnh giới võ thánh, thậm chí là cảnh giới võ thần, nổi danh khắp các tinh vực lớn. Nghe thấy anh nói vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô cùng kích động, bao gồm cả mấy người Vương Trọng Vân, Từ Thiện Sư Thái cũng phải thở gấp, tràn đầy chờ đợi về tương lai. Ngay sau đó bọn họ đều ngồi xếp bằng xuống, dự định nhân cơ hội này thử đột phá đến cảnh giới võ tôn. Về phần Viên Thông trụ trì bị thương nặng lúc trước đã sớm chắp tay trước ngực, lẳng lặng ngồi lâu rồi. Tình huống của ông ta tốt hơn Thạch Hạo Hãn một chút, chỉ cần đi vào cảnh giới kế tiếp. Phật lực mất đi lúc trước sẽ trở về một lần nữa, vết thương cũng sẽ khỏi hẳn. Quà tặng. 10 suất phải không? Lúc này, Tô Thương đưa mắt nhìn Thạch Hạo Hãn đang thoi thóp, nghiêm mặt nói, vậy hãy cho ông ấy suất thứ nhất đi. Vèo. Tô Thương vừa nghĩ xong, ánh sáng vàng quanh người anh liền chia ra một nhánh chui vào trong cơ thể Thạch Hạo Hãn. Ánh sáng màu vàng trên người Tô Thương cũng không đơn giản, nó có được sức mạnh khổng lồ. Là thứ quan trọng nhất của cửu chuyển cải thiên trận. Vừa rồi anh đã đưa ánh sáng vàng trên người mình vào không trung mới hoàn toàn bắt đầu thay đổi giới luyện võ. Sau khi thành công mở ra, ánh sáng vàng quanh người Tô Thương còn thừa lại một chút, đó chính là quà tặng, có thể giúp 10 người luyện võ được một bước lên trời. Giờ phút này, sau khi hấp thụ ánh sáng vàng, Thạch Hạo Hãn vốn sắp chết đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt cũng khá hơn chút, hơi thở dần dần ổn định lại. Giác. Ngay sau đó một tiếng nhỏ xíu vang lên. Tôi đột phá. Cảnh giới võ tôn, đây chính là cảnh giới võ tôn sao, quả nhiên là kỳ diệu, ha ha ha, khụ. Thạch Hạo Hãn vui mừng quá đỗi, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, nhưng ngay sau đó liền phun ra một búng máu, hiển nhiên đã ảnh hưởng đến vết thương.
Thạch Hạo Hãn, chúc mừng ông đã trở thành cao thủ cảnh giới võ tôn đầu tiên trên thế giới này. Tô Thương nhìn Thạch Hạo Hãn, mở miệng nói. Mặc dù ấn tượng của anh về Thạch Hạo Hãn đã thay đổi, nhưng vẫn không thể gọi được hai chữ ông ngoại. Cảm ơn. Thạch Hạo Hãn cũng nhìn Tô Thương, vẻ mặt phức tạp, không biết nên nói cái gì. Ông đã thoát khỏi nguy hiểm, hãy tự điều tức đi, còn có 9 suất một bước lên trời nữa, tôi phải lần lượt tặng đi. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng đã có quyết định về người tiếp theo tăng lên cảnh giới võ tôn. Tuyết Nhi. Giờ phút này, Tô Thương nhìn về phía Thiên Sơn Tuyết bên cạnh, dịu dàng cười nói, mặc dù khi đó em tiếp cận anh là có mục đích, nhưng chuyện xảy ra giữa anh và em lại là sự thật. Huống chi em còn sinh cho anh hai đứa con, có ơn với anh, có ơn với nhà họ Tô. Tô Thương vô cùng cảm kích nói, suất thứ hai này sẽ cho em. Vèo. Một giây sau, một luồng ánh sáng vàng tiến vào trong cơ thể của Thiên Sơn Tuyết. Chỉ trong khoảnh khắc, cả người Thiên Sơn Tuyết bay lên không, quanh người có ánh sáng vàng lấp lóe, chân khí phun trào, 3000 sợi tóc đen tung bay theo gió, quần áo bồng bềnh. Chỉ trong 2-3 giây mà thôi, Thiên Sơn Tuyết đã thành công đặt chân đến cảnh giới võ tôn, trở thành người thứ hai đến cảnh giới võ tôn trên thế giới này. Tô Thương, cảm ơn anh. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết ổn định rơi xuống đất, nở một nụ cười với Tô Thương, vui mừng nói, không ngờ hôm nay anh có thể rực rỡ lóa mắt như thế, Tô Thương, người đàn ông mà em nhìn chúng quả nhiên không tầm thường. Từ trước đến nay em luôn phải gánh vác trách nhiệm của núi Cửu Phong đến mức sắp sụp đổ, cuối cùng bây giờ đã có thể thả lỏng rồi. Tảng đá lớn trong lòng Thiên Sơn Tuyết rơi xuống. Ngoài miệng nói cảm ơn thì được gì? Tô Thương nhìn thoáng qua Thiên Sơn Tuyết. Nghiền ngẫm cười nói, buổi tối hôm nay tới tìm anh hy vọng từ nay về sau thứ đè lên em không còn là trách nhiệm và gánh nặng nữa, mà là anh. Mẹ kiếp, minh chủ đây đang, nói ẩn dụ. Thứ đè lên em không còn là trách nhiệm, mà là anh, ha ha, đúng là đầy ẩn ý, cảnh sát có cho người đến bắt cũng không làm gì được minh chủ. Mọi người ở đây đều nghe thấy rõ lời của Tô Thương, lập tức ồn ào cười to. Tô Thương, anh nói lung tung cái gì vậy? Thiên Sơn Tuyết giận dữ trợn mắt nhìn Tô Thương một cái, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ha ha! Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, Tuyết Nhi, em cứ chậm rãi cảm nhận cơ thể biến hóa trước đi, tiếp theo anh sẽ đưa ra suất thứ ba. Thiên Sơn Tuyết gật đầu, rất nghe lời đứng sau lưng Tô Thương. Suất thứ ba này. Lúc này, Vương Trọng Vân nghe thấy vậy thì vô cùng kích động. Không nhịn được thầm nghĩ, bằng quan hệ của mình và Tô Công Tử, không phải suất thứ ba này là của mình sao? Cảnh giới võ tôn giới, ha ha, sảng khoái quá, mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Dựa theo tình trạng bây giờ của mình, lúc này chỉ có một ít xác suất có thể tiến vào võ tôn, nhưng mà ít thì một tháng, nhiều thì 3 năm, chắc chắn mình sẽ có thể vào được cảnh giới đó. Vốn dĩ một suất tăng cấp này không có ý nghĩa quá lớn với mình. Nhưng quà tặng của cải cách giới luyện võ còn có thể nâng cao thiên phú, thay đổi thể chất, cái này lại vô cùng hấp dẫn. Tô Công Tử, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này, ha ha ha. Vương Trọng Vân cảm thấy chắc chắn Tô Thương sẽ cho ông ta một suất, dù sao trong số những người ở đây, ông ta là người thân thiết với Tô Thương nhất, thậm chí còn dẫn Tô Thương đến Lầu Các. Ông ta càng nghĩ càng vui vẻ, cũng không còn ngồi nữa mà đứng lên, định tiếp nhận ánh sáng vàng. Đồng thời nói lời cảm ơn Tô Thương. Suất thứ ba, đưa cho, Lý Nguyệt nhà họ Lý ở Giang Bắc. Tô Thương bỗng nhiên nói. Vèo. Khi Tô Thương vừa dứt lời, một tia sáng vàng liền lao thẳng về phương Bắc. Hầy. Vương Trọng Vân thấy Tô Thương không nói tên mình thì vẻ mặt lập tức cứng đờ, có chút xấu hổ. Sau khi Vương Trọng Vân kịp phản ứng mới thầm nghĩ, mình biết Lý Nguyệt, lúc điều tra về Tô Công Tử đã nghe nói qua. Lý Nguyệt là vợ sắp cưới của Tô Công Tử, quan hệ của hai người rất tốt, đưa suất thứ ba cho cô ấy cũng không có gì đáng trách. Nghĩ như vậy, trong lòng Vương Trọng Vân liền dễ chịu hơn nhiều, tràn đầy chờ mong về suất tiếp theo. Giờ phút này, Giang Bắc, biệt thự bên bờ sông. Lý Nguyệt đứng trong phòng Tô Thương, ngẩn người nhìn cái giường trống rỗng của Tô Thương, trong mắt tràn đầy nhớ mong. Tô Thương, anh đã rời đi rất nhiều ngày rồi. Còn chẳng biết gọi điện về, có biết em rất lo lắng cho anh không? Bây giờ anh thế nào rồi,
không phải gặp phải nguy hiểm gì chứ? Tô Thương, anh hãy chờ em, sau khi anh đi, ông nội em cũng đã truyền thụ phương pháp tu luyện cho em rồi, bây giờ em cũng là một người luyện võ, mặc dù em mới chỉ luyện đến cảnh giới ám kình chân khí. Lý Nguyệt cắn răng nói, nắm chặt nắm đấm, nhưng em tin chắc chỉ cần em chịu cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày em sẽ trở nên rất mạnh, không gây cản trở cho anh, đến lúc đó sẽ đến lượt em bảo vệ, Lý Nguyệt đang nói, đột nhiên một tia sáng vàng tràn vào trong cơ thể của cô. Chỉ trong khoảnh khắc, quanh người Lý Nguyệt bộc phát ra một dao động chân khí cực mạnh, toàn bộ biệt thự bên bờ sông đều bị phá hủy, biến thành một vùng phế tích. Lúc này, núi Võ Đang, phía trên phế tích. Hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thành công hấp thụ, xem ra khoảng thời gian này Lý Nguyệt cũng không nhàn rỗi, chắc chắn đã dâng trào tâm huyết tu luyện cổ võ, đúng là số mệnh mà. Tô Thương lẩm bẩm. Vừa rồi lúc anh vừa đưa ra suất thứ ba đã hối hận. Món quà này chỉ có hiệu quả với người luyện võ, Lý Nguyệt lại không phải người luyện võ, đáng lẽ ra sẽ không thể nhận được ánh sáng vàng đó. Nhưng bây giờ Tô Thương cảm nhận được suất thứ ba đã thành công, cũng cảm thấy rất may mắn. 10 suất sao, đúng là phiền phức, nên cho ai suất thứ tư mới tốt đây? Tô Thương mỉm cười lẩm bẩm. Vèo vèo vèo. Trong chốc lát, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt lên người Tô Thương. Ngay cả Từ Thiện Sư Thái, Viên Thông trụ trì cũng đã kết thúc trạng thái tu luyện, tràn đầy khát vọng nhìn Tô Thương. Trong đám người, Võ Đăng Vương Giã, Phật Tử Vô Cơ, Triệu Chỉ Nhược, Đỗ Phi Dương và đông đảo thiên kiêu cũng đều ôm suy nghĩ được một bước lên trời. Bên cạnh, Vương Trọng Vân trông mong nhìn Tô Thương, hận không thể mở miệng xin Tô Thương cho ông ta một suất. Nhưng mà, dù sao Vương Trọng Vân cũng là môn chủ Thiên Cơ môn, địa vị cao quý, đương nhiên sẽ không thể làm chuyện mất mặt như thế được. Suất thứ tư cho mẹ tôi, Thạch Ngọc Yến của vùng núi Tế Trời. Cứ như vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tô Thương ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói. Nhưng mà, ánh sáng vàng trên người anh cũng không tách ra, đương nhiên không thể cho Thạch Ngọc Yến được. Bây giờ mẹ cậu đã không phải người luyện võ nữa, 5 năm trước lúc tôi đưa nó về Thái Sơn, nó đã không khác gì người thường rồi, trong cơ thể hoàn toàn không có chân khí. Thạch Hạo Hãn đang dưỡng thương mở miệng nói. Tôi hiểu rồi, khó trách không thành công. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó lại nói, vậy suất thứ tư cho chị tôi, Tô Dực Cân. Vèo. Lần này, ánh sáng vàng đã tách ra, xông lên bầu trời như sao băng, trong nháy mắt đã biến mất. Chấm, cùng lúc đó. Nước Hoa, biên giới phía Tây. Mấy ngày gần đây, biên giới phía Tây cũng không yên bình, những quốc gia phía Tây đang có ý đồ xâm phạm vào biên cảnh. Mấy ngày trước, Tô Dực Cân nhận được lời gọi từ thủ đô, nghe lệnh đi vào kinh thành, gặp được Hoàng đế Long Hành Thiên, đồng thời được ban cho chức Tô tướng quân dẫn dắt 3 quân đội. Đây vốn là chức vị của Tô Thương, nhưng Tô Thương lại không cảm thấy hứng thú, mà Tô Dực Cân lại có tình yêu đất nước rất mãnh liệt. Đúng lúc biên giới phía Tây rung chuyển, thế là Tô Dực Cân liền dẫn dắt quân đội đến đó. Giờ phút này, Tô Dực Cân đang chiến đấu với mấy binh sĩ của các quốc gia phía Tây, binh sĩ bên cạnh cô ấy đã chết gần hết, chỉ có mỗi cô ấy là vẫn đứng vững. Mà đối diện cô ấy lại có rất nhiều quân địch, nhìn sơ qua thì ít nhất cũng phải có trên 10.000 người. Tô Dực Cân, cô không có đường lui đâu, cái gì mà đại tướng Tô chứ, ha ha, chỉ là hạng người mua chuộc danh tiếng mà thôi. Lấy mạng cô ta đi. Cùng với lời của tướng quân của kẻ địch nói ra, Tô Dực Cân đối mặt với hàng loạt kẻ đang tràn đầy sát ý mà xông tới chém giết. Trên chiến trường, không có thể diện, không phải mày chết thì là tao chết. Lần này, chỉ sợ mình. Tô Dực Cân cũng đã đến đoạn nỏ mạnh hết đà, hơi thở cũng không còn vững vàng nữa. Vừa nghĩ đến kết quả của mình, cô liền trầm mặc, biểu cảm cực kỳ ảm đạm. Có điều, sau một giây, ánh mắt Tô Dực Cân liền run lên, dứt khoát nói, tôi là chiến thần quốc dân, tôi là đại tướng Tô, trên người của tôi chảy dòng máu của nước Hoa, cho dù tôi chết, cũng phải bảo vệ mảnh đất này của Tổ quốc. Bởi vì chiến đấu mà chết, chính là cái chết có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu của Tô Dực Cân bỗng sôi sục lên, điều động toàn bộ lực lượng của bản thân để chặn đánh.
nhưng sau một giây, cô ấy liền bị mấy tên cao thủ của kẻ thù đánh ngã xuống đất, phun ra một vũng máu. Ha ha, Tô Dực Cân, cô giết 300 người bên tôi, đã sớm kiệt sức rồi, đừng có vùng vẫy nữa, tôi sẽ cho cô chết một cách thoải mái. Một tên tướng của quân địch tiến lên, mặt mũi hung dữ, định trực tiếp xóa sổ Tô Dực Cân. Kết thúc rồi sao? Ông nội, cha, mẹ, em trai, hy vọng mọi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn, con ở trên trời sẽ theo dõi mọi người. Tô Dực Cân nằm xuống đất, hấp hối, thản nhiên tiếp nhận sự thật thất bại. Bù! Nhưng sau một giây, một luồng kim quang, đột nhiên xuyên không mà đến, tiến nhập vào cơ thể của cô. Bù! Sau một giây, Tô Dực Cân liền mở hai mắt, cảm nhận được bản thân đang được tẩy rửa lạ thường, trong cơ thể có một luồng sức mạnh kinh khủng. Ách! Lúc này, tên tướng lĩnh của quân địch đang đi đến định xóa sổ Tô Dực Cân, bàn tay sau khi tiếp xúc với luồng kim quang đó, lập tức phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Ngay sau đó, cơ thể anh ta, đến mắt thường cũng nhìn thấy được, anh ta đã trực tiếp hóa thành đống xương tàn. Không sai! Chỉ trong khoảnh khắc, thịt nát xương tan, một người sống bình thường lại trực tiếp bốc hơi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi xuất hiện ảo giác hay sao? Khủng bố, lực lượng thật kinh khủng quá. Cảnh tượng này, lập tức bùng nổ tại hiện trường, hơn vạn tên lính nơm nớp lo sợ, hiện trường ai nấy đều hoảng loạn. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của mấy tên tướng lính, những người còn lại bắt đầu chạy trốn. Không có cách nào khác, giây phút này Tô Dực Cân quá quỷ dị, cơ thể phát ra khí tức vượt xa khỏi phạm trù họ hiểu được. Hừm, lãnh thổ nước Hoa, là nơi mà bọn mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Nếu đã tới, thì ở lại đây hết đi. Xâm phạm nước Hoa, có bao nhiêu người thì giết bấy nhiêu người. Nói xong, Tô Dực Cân bỗng nhiên ra tay, phóng ra lực lượng trong cơ thể, bao phủ toàn hiện trường. Trong khoảnh khắc đó, giống như một viên hạt nhân tinh luyện bị nổ tung, chỉ nhằm vào binh lính của địch mà nổ. Chỉ một hơi thở mà thôi, hơn vạn tên địch, bao gồm cả những tướng lính kia, toàn bộ đều phải đền tội, không ai có thể chạy thoát khỏi sự khống chế của Tô Dực Cân. Cuối cùng người cần giết, là, đã giết. Kẻ đáng chém, chắc chắn phải chém, cũng đã giết. Tô Dực Cân khuôn mặt trầm xuống, biểu cảm lạnh lùng, cũng không chút thương hại nào. Khi những người này bước vào lãnh thổ nước Hoa, trong mắt tướng sĩ nước Hoa thì bọn họ đã không phải là người, mà chỉ là súc sinh mà thôi. Thực lực của mình đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi giải quyết hết tất cả đối thủ trên chiến trường, Tô Dực Cân nhìn lại bàn tay của mình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, luồng kim quang vừa rồi đó, cuối cùng là có lai lịch gì? Bây giờ, mình lại là cảnh giới gì, đạt đến thần tông rồi sao? Tô Dực Cân biết cảnh giới của hệ thống luyện võ, nhưng cô cũng không biết được, bản thân mình giờ phút này đã bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, cảnh giới võ tôn. Giờ này phút này, núi võ đang. Sau khi tặng cho người thứ tư, Tô Thương dừng lại, bắt đầu cân nhắc về người tiếp theo. Con người đều ích kỷ, vì thế không hề nghi ngờ gì, 10 cái tên này, chắc chắn phải cho người trong nhà trước. Bây giờ, Thiên Sơn Tuyết có rồi, Lý Nguyệt có rồi. Chị Tô Dực Cân cũng có rồi. Mẹ đã mất đi chân khí, không phải người luyện võ, không thể nào tiếp nhận tẩy rửa bằng kim quang, tạm thời không đề cập đến. Cha và ông nội, khoảng thời gian trước đã bỏ đi hệ thống luyện võ, chuyển sang hệ thống tu chân, tất nhiên cũng không thể nào tiếp thu tẩy rửa bằng kim quang. Còn hai đứa con của mình, đều đang còn nhỏ, lúc này cho chúng ta sức mạnh cường đại, đối với chúng không tốt, tất nhiên cũng sẽ loại trừ. Ngoài những người thân này, Tô Thương nghĩ đến anh họ Thạch Cửu Thiên. Anh họ đối với mình thật sự không tệ, ít nhất cũng là dùng tình cảm chân thành mà đối xử với mình. Vì thế, Tô Thương không do dự, đem cái tên thứ 5, để cho anh họ Thạch Cửu Thiên. Bù! Cùng với suy nghĩ của Tô Thương, sau một giây, Thạch Cửu Thiên liền bắt đầu tiếp nhận tẩy rửa bằng kim quang. Chỉ vài giây mà thôi, anh ấy liền một bước lên trời. Thành công bước vào cảnh giới võ tôn. Võ tôn, đây cũng là cảnh giới mới của hệ thống luyện võ. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ trong cơ thể mình, Thạch Cửu Thiên cực kỳ kích động, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, cảm kích nói, em họ, đại ân hôm nay, anh họ xin cảm ơn, sau này nếu có việc gì,
em chỉ cần mở miệng, cho dù anh có làm được hay không, anh cũng sẽ không từ chối. Ha ha, anh họ, anh khách khí rồi, anh em mình là anh em họ, huống hồ mấy hôm nay anh đối xử với em rất tốt, nói cảm ơn cũng là khách khí quá rồi. Tô Thương đón nhận ánh mắt của Thạch Cửu Thiên, sau đó trêu ghẹo nói, hơn nữa, nếu như em không cho anh cái suất này, sau này em gặp phải chuyện xấu, anh muốn xông lên cũng không lên được nữa phải không? Cảnh tượng lúc này em đều nhìn thấy được, anh biết rõ mình không phải là đối thủ của Nam Cung Giật, nhưng vẫn làm việc nghĩa mà không chùn bước, thi triển thần công Thái Sơn, ngăn ở bên ngoài đại điện. Tô Thương khẽ cười nói, người anh em, việc làm tử tế này của anh, trong lòng em rất cảm động. Ha ha, Thạch Cửu Thiên cười cười nói, em họ, vậy anh không nói gì nữa, giúp xong thì mời em uống rượu. Được, Tô Thương gật gật đầu, ánh mắt theo đó mà nhìn vào Vương Phú Quý, sau đó lại rời đi, nhìn về phái Trương Mộ Cổ bên cạnh. Con mẹ nó, Vương Phú Quý thấy vậy, nhất thời không vui, nói, Tô Đại Thiếu Gia, anh thật vong ơn bội nghĩa, kẻ bội bạc, không coi nghĩa khí ra gì. Đùa gì vậy hả, Tô Thương nghi ngờ nói. Anh còn giả vờ nữa hả? Vương Phú Quý nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Đại Thiếu Gia, anh tính toán kỹ thử xem, hai chúng ta quen nhau bao lâu rồi? 21 năm, 21 năm ròng rã, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chúng ta xem nhau như hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Tôi với anh trải qua biết bao nhiêu sương gió, anh cô đơn lạnh lẽo cả ngày lẫn đêm, không phải đều do tôi luôn bên cạnh anh hay sao? Bây giờ anh ngầu rồi ha, trở thành minh chủ giới luyện võ, mở ra biến đổi giới luyện võ, có được quyền quyết định cao như vậy, chỉ một suy nghĩ trong đầu liền khiến người ta một bước lên trời, kết quả là thế này đây, anh lại không thèm để ý đến chuyện lấy nó cho tôi. Nói đến đây, Vương Phú Quý trở nên ấm ức, mặt mũi đầy u ám nói, anh là một tên đàn ông thối tha không có lương tâm, không có chút nào nhớ tình cảm cũ hết. Chẳng lẽ anh đã quên những năm đó, chúng ta cùng đi qua hộp đêm, cùng hát chung một chỗ hay sao? Chẳng lẽ anh đã quên những năm đó, chúng ta cùng đi qua quán bar, từng gọi mấy em kỹ thuật viên cùng một nơi hay sao? Quên rồi, anh đã quên hết rồi. Nói xong lời cuối cùng, Vương Phú Quý hốc mắt đều đỏ lên, oán hận nhìn vào Tô Thương. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Tô Thương bối rối. Mọi người tại hiện trường, cũng đang bối rối. Điên rồ đến thế sao? Cút đi. Ông mày đang làm chuyện quan trọng, đừng quấy rầy ông mày nữa. Tô Thương trợn mắt nhìn Vương Phú Quý, có điều vẫn phải giải thích một câu, cậu là người tu chân, cái suất này, chỉ có thể cho người luyện võ, vì thế cậu bị loại nha. Hóa ra là như vậy. Vương Phú Quý như tỉnh ngộ ra, sau đó hỏi, Tô Đại Thiếu Gia, sau khi tiếp nhận suất tặng này, sẽ đặt chân đến cảnh giới võ tôn đúng không? Võ tôn mạnh thế nào, có thế so với luyện khí tầng thứ 9 của tôi không? Võ tôn, tương đương với cảnh giới kết đạn của người tu chân, 100 người như cậu ở một chỗ, cũng không đánh lại người luyện võ cảnh giới võ tôn đâu. Tô Thương thuận miệng nói ra. Con mẹ nó, mạnh như vậy sao? Vương Phú Quý nhất thời cực kỳ kinh ngạc, sau đó mắt hơi chuyển động, vội hỏi tiếp, Tô Đại Thiếu Gia, tôi bây giờ đổi sang hệ thống luyện võ, còn kịp nữa không? Cút, tu luyện cổ võ cho thật tốt đi, cậu đang đi con đường của người tu chân, càng ngày càng phát triển rồi đó. Tô Thương lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía Trương Mộ Cổ, trên mặt nở nụ cười nói, anh Trương Mộ Cổ, vừa rồi anh không màng sống chết, ngăn ở ngoài đại điện, bây giờ, đến lượt tôi báo đáp anh rồi. Vừa nói xong, ánh mắt mọi người tại đó, đều nhìn về phía Trương Mộ Cổ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nhất là Trương Thiên Lôi, cực kỳ kích động, hơn nữa còn vô cùng tự hào. Cháu mình lại là bạn tốt với minh chủ giới luyện võ, thậm chí còn trở thành cao thủ võ tôn, thật sự làm rạng rỡ cho gia đình rồi. Không không không, ai ngờ, Trương Mộ Cổ lại khoát khoát tay, từ chối nói, Tô Đại Thiếu Gia, anh báo thù giúp chị gái tôi đã trả lại ân tình cho anh rồi, cái suất này của anh, tôi không thể nhận, tiết kiệm để tặng cho người thân cận bên cạnh anh đi. Anh thật là, anh vì tôi, mạng cũng không cần, chúng ta cũng xem như là anh em, tôi cho anh đừng từ chối. Thái độ của Tô Thương kiên quyết nói ra, lập tức vừa động suy nghĩ, cái tên thứ 6 liền thuộc về Trương Mộ Cổ. Cái này, Trương Mộ Cổ có chút xấu hổ, nhưng có thể nhìn ra được,
anh ấy đối với việc tấn cấp cảnh giới võ tôn, cực kỳ khát vọng, có điều cảm thấy Tô Thương đối xử với anh ấy quá tốt, nên mình mà nhận thì ngại quá. Bù! Nhưng vào lúc này, kim quang đã chạm vào cơ thể anh ấy. Rất nhanh, tẩy rửa của kim quang thành công, Trương Mộ Cổ trực tiếp tấn cấp cảnh giới võ tôn, chân khí trong cơ thể trùng trùng điệp điệp, cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, Trương Mộ Cổ biểu cảm phức tạp nhìn vào Tô Thương, hai mắt đỏ bừng, cũng không nói thêm lời gì, chỉ là chắp tay hướng về phía Tô Thương, không hề nói thêm lời nào. Sau khi đưa ra 6 cái tên, kim quang trên người Tô Thương mở đi một chút. Sau đó, toàn thân anh lóng lánh, nhanh chân đi đến chỗ dì phù cùng với thiên niên sát. Dì phù, Tô Thương nhìn dì phù đang bị thương rất nặng, khuôn mặt đầy ân cần hỏi thăm, vết thương của dì, không sao chứ? Không chết được. Dì phù nghênh đón ánh mắt của Tô Thương, vui mừng cười nói, thiếu gia, bây giờ cậu thật sự khó lường quá, nếu như ông cố cậu biết thành tựu bây giờ của cậu, chắc chắn là rất vui mừng đó. Dì phù, dì làm tôi thật sự bất ngờ quá, tôi biết nhà họ Tô còn có một vị trụ cột, nhưng tôi không thể ngờ, vị trụ cột đó chính là dì. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó nói tiếp, được, giờ không nói nhiều nữa, cơ hội một bước lên trời thứ bảy này, tặng cho dì. Đợi đã. Dì phù lắc đầu nói, thiếu gia, tôi không cần, cậu đưa cho người khác đi. Không cần, vì sao? Có lẽ cậu không biết, ông cố cậu là sư phụ của tôi. Năm đó ông ấy thu nhập tất cả 10 đệ tử, Tây Môn Phong Vân chiếm núi Côn Luân bây giờ, chính là đại đệ tử, là sư huynh của tôi. Dì phù nói, đáng tiếc, Tây Môn Phong Vân lòng lang dạ thú, phản bội sư phụ, phản bội nhà họ Tô. Ai ya, những chuyện này không nhắc đến cũng được, tóm lại cậu phải biết, ông cố cậu là sư phụ của tôi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi ông ấy, tin tưởng chắc chắn rằng người sẽ thắng trời. Dì phù tự tin nói, tự bản thân tôi có thể đạt đến cảnh giới võ tôn, cần gì phải mượn nhờ ngoại lực chứ? Vậy được rồi. Tô Thương nhìn ra được, dì phù là nghiêm túc, vì thế không tiếp tục nữa. Cậu định không muốn? Không muốn tặng cho tôi à? Vương Trọng Vân cách đó không xa, nghe được cuộc nói chuyện của dì phù và Tô Thương, xém chút nữa nhìn không được mà trực tiếp mở miệng. Gần như được rồi. Tô thiếu gia có lẽ sẽ đem cái tên thứ bảy đó cho thiên niên sát, sau đó sẽ đến lượt mình, dù sao vừa rồi mình cũng hết lòng bảo vệ mà. Vương Trọng Vân vuốt vuốt sợi râu, cố giả vờ trấn tĩnh, mặc dù trong lòng vội vàng nhịn không nổi, bên ngoài lại tỏ ra như sóng yên biển lặng. Tô Thương, xin chào, ông là thiên niên sát, là ông nội của Thiên Sơn Tuyết. Lúc này, thiên niên sát chủ động chào hỏi Tô Thương. Xin chào. Trước đó cháu có nghe qua Thiên Sơn Tuyết nhắc đến ông, ngưỡng mộ đã lâu. Tô Thương mỉm cười chào hỏi. Vị này là ông nội của Tuyết Nhi, là người thân của mình, chắc chắn không thể lạnh lùng được. Ha ha, cái gì mà ngưỡng mộ, chỉ là hư danh mà thôi. Thiên niên sát khoát khoát tay tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực tế thì trong lòng lại hết sức đắc ý. Quan hệ của ông với Tuyết Nhi, chắc hẳn cậu cũng biết, nên cũng gọi ông là ông nội đi. Lúc này, ánh mắt Tô Thương, nhìn vào chí bảo trong tay của thiên niên sát, hai mắt lập tức tỏa sáng, sau đó nói, ông nội thiên, chí bảo trong tay ông, cháu rất cần, có thể đưa cho cháu hay không? Cháu biết lần đầu gặp mặt, mà đã đưa ra yêu cầu như vậy, thật không thích hợp, nhưng cháu thật sự cần nó như vậy là do tình thế bắt buộc mà thôi. Cháu biết rõ tầm quan trọng của vật này đối với ông yên tâm. Cháu sẽ để cho ông tiếp tục có được sức chiến đấu mạnh mẽ ở núi Cửu Phong, đem suất thứ bảy này, tặng cho ông. Tô Thương nói thêm, kể từ đó, mặc kệ ông có chí bảo hay không, đều có thể uy hiếp thiên hạ. Ha ha! Thiên niên sát nghe vậy, lại lộ ra một nụ cười, nói, tên nhóc này, muốn đồ vật trong tay ông thì cứ nói thẳng là được rồi, làm gì mà phải nói chung với cái cơ hội một bước lên trời này chứ? Cái chí bảo này, đưa cho cháu thì được. Nhưng suất thứ bảy đó, ông cũng không cần, ông cũng giống như cô Phù Dung, không muốn tiếp nhận ngoại lực, có điều, ông cần cháu đồng ý với ông một chuyện. Thiên niên sát nghiêm túc nói, chỉ cần cháu đồng ý với ông chuyện này, vật này đưa cho cháu có đáng gì chứ? Chuyện gì, ông nội thiên, ông nói đi. Tô Thương cười nói, đối xử tốt cả đời với Tuyết Nhi, dù là phụ nữ bên cạnh cháu có nhiều bao nhiêu, thì cháu cũng vĩnh viễn không được vứt bỏ con bé.
Thiên Niên Sát bỗng nhiên nghiêm túc. Ông nội, món chí bảo này, ông muốn đưa thì đưa, cần gì phải nói móc đến Tuyết Nhi chứ? Tô Thương trả lời lại nói, tôi tốt với Tuyết Nhi, lại không phải vì món chí bảo này. Ha ha, được lắm, hy vọng cháu nói được làm được. Mặc dù Tô Thương không trả lời thẳng vấn đề của Thiên Niên Sát, có điều Thiên Niên Sát đã có đáp án rồi. Sau đó, ông ấy nhìn sang Tô Thương, bỗng nhớ đến một chuyện, liền tò mò hỏi, vừa rồi cháu còn chưa nói xong, nếu như ông không đưa chí bảo cho cháu, thì cháu sẽ thế nào? Không đưa hả? Tô Thương nghe nói như thế, nhất thời lộ ra một nụ cười ngại ngùng, nhỏ giọng nói, vậy thì cháu chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn, chính là cướp. Cướp, cướp. Lời này vừa nói ra, Thiên Niên Sát lập tức ngây ngẩn cả người, sắc mặt cũng tối sầm lại. Mẹ nó, mình là ông ngoại của con nó lại muốn cướp đồ của mình. Còn có vương pháp không? Còn có công lý không? Cuối cùng cũng coi như đã biết cái thằng nhóc Tô Tinh Hà giống ai rồi, một người thì trộm chí bảo của mình, một người thì muốn cướp chí bảo. Xì, nhà họ Tô thật sự không ai tốt hết. Sau khi oán thầm trong lòng xong, Thiên Niên Sát liền vội vàng lắc đầu. Thế nào thì cũng là ruột thịt với nhau, nói bọn họ không phải là thứ gì, cũng không thích hợp lắm. Nhưng cha con tụi nó, đúng là không ra gì mà. Ông nội Thiên, đồ này cháu lấy nha, nó đối với cháu vô cùng quan trọng, cảm ơn ông đã tặng cháu. Tô Thương cầm lấy chí bảo, xác nhận một chút thì quả thực nó chính là tầng thứ tư của tháp hư không. Tiếp theo đó, anh nảy ý nghĩ một cái, đem vật này cất vào trong vòng tay lưu trữ, dự định khi nào có thời gian thì xem tiếp. Sau đó, Tô Thương nhìn Thiên Niên Sát, lại hỏi lần nữa, ông nội Thiên, luồng kim quang này ông chắc chắn là không cần sao. Ừm, Thiên Niên Sát gật đầu, sau đó lại nhìn sang đám người trụ trì Viên Thông, Từ Thiện Sư Thái, cười nói, không chỉ có ông không cần, mà ắt hẳn bọn họ cũng không cần đâu. Dù sao chúng ta cũng đã ở cái tuổi này rồi, có được cơ hội này, cũng không có ý nghĩa gì lớn, chỉ bằng để dành lại cho lớp trẻ đi. Thiên Niên Sát tiếp tục nói, lớp trẻ, tương lai còn dài, có được sự tẩy rửa của kim quang, thành tựu sẽ không thể đo lường được, bọn họ có thể dẫn dắt giới luyện võ đi đến những vinh quang mới, những người như chúng ta dù sao cũng đã già rồi, không làm gì được nữa. Trụ trì Viên Thông, Từ Thiện Sư Thái, Môn Chủ Vương, lão già này nói có đúng không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều quay lại nhìn bọn họ, mọi người cũng đang chờ câu trả lời. Trụ trì Viên Thông, Từ Thiện Sư Thái, đặc biệt là Vương Trọng Vân, biểu cảm có chút sững lại. Tiếp nhận tẩy rửa của Kim Quang, một bước lên trời, 100% trực tiếp tấn cấp lên cảnh giới võ tôn. Hơn nữa, thể chất thiên phú đều sẽ được nâng cao lên, tương lai vô cùng rộng mở. Cho nên, đám người trụ trì Viên Thông, đối với Kim Quang mà nói không có ý nghĩa gì là điều không thể. Nhưng Thiên Niên Sát đã nói ra những lời như vậy, khiến cho bọn họ cũng không tiện để mở lời nói muốn tiếp nhận tẩy rửa bằng kim quang nữa. A-di-đà Phật, lão Minh Chủ Thiên nói rất có lý. Trụ trì Viên Thông sau vài giây đấu tranh, cuối cùng cũng chắp tay ở trước ngực, mở miệng nói, lão Tăng lần này đã dùng cạn Phật lực, vốn phải viên tịch rồi, thế nhưng cải biến giới luyện võ đã được khởi động, lão Tăng may mắn nhặt về được một cái mạng, cũng là trong họa được phúc, lão Tăng nghĩ bằng thực lực của bản thân thì cũng sẽ có cơ hội đạt tới cảnh giới võ tôn. Cơ hội tiếp nhận tẩy rửa bằng kim quang, là cơ hội hết sức khó có được, vẫn nên là nhường cho lớp trẻ đi, dù sao bọn họ mới là tương lai của giới luyện võ. Trụ trì Viên Thông nói, tôi cũng đồng ý. Từ Thiện Sư Thái nhìn thấy trụ trì Viên Thông phát biểu ý kiến, thì tự mình cũng chỉ đành nói theo, cơ hội này, tôi cũng không cần, để cho lớp trẻ đi. Mọi người! Vương Trọng Vân ở bên cạnh thấy vậy, biểu cảm có chút phức tạp, oán hận lườm Thiên Niên Sát. Đùa gì vậy chứ? Cái lão già ngu ngốc nhà ông. Ông thanh cao, ông không tầm thường, ông không cần tẩy rửa tinh quang nhưng chúng tôi cần mà. Ông ra vẻ làm gì chứ hả? Dựa vào cái gì mà ở trên cao chỉ xuống, thay chúng tôi quyết định chứ? Môn Chủ Vương. Thiên Niên Sát nhìn Vương Trọng Vân, khẽ cười nói, ý ông thì sao? Tôi. Ở trước mắt bao người, Vương Trọng Vân cuối cùng vẫn phải chịu thỏa hiệp, gật đầu nói, ông nói đúng, lớp trẻ so với mấy lão già chúng ta, cần lễ tẩy rửa bằng tinh quang hơn,
vậy thì tốt. Thiên Nhiên Sát nở nụ cười, sau đó nói, Tô Thương, bốn chỗ trống còn lại nên giao cho ai, cháu tự mình quyết đi nhé. Ừm. Tô Thương gật đầu, sau đó nhìn đám người Vương Trọng Vân, Từ Thiện Sư Thái, chắp tay lại nói, mọi người, lúc trước may mắn có mọi người ra tay trợ giúp, giành lấy những thời khắc quý giá cho tôi, giới luyện võ cải biến thành công, đều có một phần công lao của mọi người. Mọi người yên tâm, tôi đã là minh chủ võ lâm, đương nhiên sẽ không khiến mọi người lạnh lòng. Tô Thương nói tiếp, mời mọi người sau này tìm Tuyết Nhi, để lấy phương thức liên lạc của tôi, mấy ngày này tôi sẽ luyện chế đan dược cho mọi người, có thể giúp cho mọi người nhanh chóng tấn cấp lên cảnh giới võ tôn, đồng thời cũng không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đối với các cao thủ cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong như môn chủ Vương, Từ Thiện Sư Thái, trụ trì Viên Thông mà nói thì tiếp nhận tẩy rửa bằng tinh quang quả thực quá lãng phí rồi. Tô Thương nói thêm, nếu như mọi người trong thời gian ngắn không có cách gì đột phá lên được cảnh giới võ tôn thì ăn đan dược do tôi luyện chế ra, không quá 2 ngày thì có thể đột phá thành công. Thật sao? Vương Trọng Vân nghe vậy, lập tức kích động nói. Ừm. Tô Thương gật đầu cười nói, tôi lấy thân phận minh chủ võ lâm ra bảo đảm, chắc chắn 100%. Ha ha, được, Tô thiếu gia. Không, minh chủ Tô, vậy thì tôi đợi đan dược của cậu. Sau khi nhận được sự xác nhận chắc chắn, trong lòng của Vương Trọng Vân thoải mái hơn nhiều rồi, vuốt vuốt chòm râu của mình, trên mặt cũng bất giác mà nở nụ cười. Trụ trì Viên Thông, Từ Thiện Sự Thái cùng với những người khác cũng vui vẻ hẳn lên. Xử lý xong chuyện này rồi, Tô Thương liền đi đến trước mặt 5 anh em nhà họ Đoàn. Kính chào cậu chủ. Đoàn Khánh Minh khom lưng, cung kính nói. Chúc mừng cậu chủ đã đạt được mọi chuyện như ý muốn. Chúc mừng cậu chủ. 4 anh em nhà họ Đoàn khác ở phía sau Đoàn Khánh Minh cũng cùng chắp tay lại hành lễ. Ừm. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nói, vất vả cho mọi người rồi, cho nên tôi quyết định suất thứ 7 này sẽ dành cho 1 trong 5 người các ông. Đoàn Khánh Minh, ông đã là võ thần lục địa đỉnh phong rồi, hơn nữa còn không phải là đỉnh phong bình thường, ông chỉ cách một bước nữa là đến cảnh giới võ tôn rồi. Nếu như ông không nắm chắc thì đợi ăn đan dược của tôi luyện chế đi, danh sách này, không cần suy xét cho ông nữa. Tô Thương nói tiếp, ông là anh cả của những người này, trong 4 người anh em của ông chọn ra 1 người đi. Vâng. Đối với sự sắp xếp của Tô Thương, Đoàn Khánh Minh không có bất kỳ ý kiến nào, thậm chí còn vô cùng vui vẻ, anh em trong nhà của mình, vậy mà có thể đạt được cơ hội quý báu như vậy. Sau khi suy nghĩ một hồi, Đoàn Khánh Minh nhìn sang người em thứ 3 của mình Đoàn Khánh Sinh, rồi mở miệng nói, em 3, trong 5 anh em chúng ta, em là đứa thông minh nhất, cơ hội này cho em đó. Không không không. Đoàn Khánh Sinh vội vàng khoát tay nói, anh cả, vẫn nên để dành cho anh 2 đi, thực lực của anh 2 mạnh hơn em, anh ấy có tư cách nhất. Em 3, không có ai thích hợp hơn em đâu, nghe lời anh cả đi. Lão nhị của nhà họ Đoàn khuyên nhủ nói. Anh 3. Anh nghe lời 2 anh ấy đi, đừng làm lãng phí thời gian của cậu chủ nữa. Anh 3, anh mà không chịu nhận thì 5 anh em chúng em cũng không nhận. Lão tứ, lão 5, nhà họ Đoàn cùng mở miệng nói, bọn họ không hề có chút đố kỵ nào đối với Đoàn Khánh Sinh. Tình cảm của 5 anh em bọn họ thật là tốt mà, không hề có tư tưởng tranh giành với nhau, không có chuyện ngươi lừa ta gạt. Chuyện này, Đoàn Khánh Sinh cảm động nhìn các anh em của mình. Trong chốc lát không biết nên nói như thế nào mới tốt. Chuyện này cái gì mà chuyện này, cơ hội này dành cho cậu. Tô Thương thấy vậy, liền nảy ý nghĩ một cái, đem một tia kim quang chuyển sang người Đoàn Khánh Sinh. Vù! Trong khoảnh khắc, kim quang trợ giúp cho Đoàn Khánh Sinh, một bước đạt tới cảnh giới võ tôn, toàn thân anh ấy tản ra uy thế vô cùng khủng bố. Sau đó, anh ấy liền nhìn về phía Tô Thương trước tiên, rồi quỳ một chân xuống đất. Chắp tay lại cung kính nói, cảm ơn cậu chủ đã không tính toán với những kiềm khích lúc trước, khoan dung độ lượng, đem cơ hội quý báu đó cho tôi. Từ nay về sau, cái mạng này của Đoàn Khánh Sinh tôi, chính là của cậu, nếu như cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ xông lên trước để che chắn cho cậu. Đoàn Khánh Sinh là thật lòng cảm kích Tô Thương. Mới đầu, anh ấy còn có chút hiểu lầm với Tô Thương, thậm chí còn muốn ra tay cướp lấy tháp hư không của nhà họ Tô. Nhưng Tô Thương không tính toán những hiểm khích lúc trước, hoàn toàn không so đo với anh ấy,
còn giúp anh ấy đạt tới cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong. Bây giờ, Tô Thương lại còn để anh ấy một bước lên trời, trở thành cao thủ cảnh giới võ tôn. Điều này khiến cho Đoàn Khánh Sinh bất luận là thể xác hay là tinh thần đều hoàn toàn thần phục Tô Thương rồi. Cho nên, sau khi đạt được cảnh giới võ tông, điều đầu tiên anh ấy làm chính là bày tỏ tấm lòng trung thành của mình. Anh đứng lên đi. Tô Thương giơ tay lên một cái, sau đó thu hồi lại ánh mắt của mình, nhìn về phía đám thiên tài giới luyện võ võ đang vương giã, Phật tử vô cơ. Bây giờ chỉ còn lại ba chỗ, Tô Thương đang nghĩ, nên dành cho ai đây? Minh chủ Tô, tôi là cung thiên tường của núi Vũ Di, từ nay về sau, nguyện chỉ nghe theo lệnh của Minh chủ Tô. Tôi là Hoàng Nhất Phong của núi Trường Bạch, khâm phục chí khí của Minh chủ Tô, cam nguyện nghe theo sự sắp xếp của Minh chủ Tô. Minh chủ Tô, tôi là Hàn Tam Thiên của Hành Sơn, tôi không có học hành gì, chỉ là một người thô kệch, từ nay về sau, Minh chủ Tô kêu tôi đi về phía bên trái thì tôi tuyệt đối sẽ không đi về phía bên phải. Tóm lại, chỉ cần một câu nói của Minh chủ Tô, thì cho dù là núi đao biển lửa, dầu sôi nước bỏng, tôi cũng xông vào. Chấm chấm chấm. Rất nhiều thiên tài, nhìn thấy Tô Thương đi tới, toàn bộ đều kích động đến phát điên luôn rồi, mọi người vội vàng nịnh nọt, biểu thị nguyện ý đi theo Tô Thương, rõ ràng là bọn họ đều muốn được chọn vào danh sách những người được tẩy rửa bằng kim quang. Nhưng mà, đối với mấy người này, Tô Thương cũng chỉ cười cười, chứ không có ý nghĩ sẽ chọn ai trong đám người này. Dù sao cũng chỉ còn ba suất, Tô Thương không muốn lãng phí. Mặc dù tẩy rửa bằng kim quang có thể thay đổi thiên phú, nhưng thể chất ban đầu cũng phải là những thể chất tốt mới được, sau đó khi trải qua tẩy rửa bằng kim quang thì sẽ càng mạnh hơn. Cô Chỉ Nhược. Lúc này, ánh mắt của Tô Thương nhìn về phía Triệu Chỉ Nhược của núi Nga Mi, sau đó anh thoáng nở một nụ cười. Vì lần trước, Tô Thương không nhận sự sủng ái của Triệu Chỉ Nhược, cho nên bây giờ khi đối mặt với Tô Thương, Triệu Chỉ Nhược cảm thấy có chút tự ti. Không dám nhìn thẳng vào Tô Thương. Cô Chỉ Nhược, mấy ngày trước, cô lấy cái phụ kiện trên kiếm Hà Hoa cho tôi, mặc dù cô cược thua, nhưng dù sao tôi cũng đã nhận được ân tình của cô. Tô Thương nói tiếp, tôi đã từng nói, tôi sẽ báo đáp cho cô, suất thứ 8 này, dành cho cô. Tôi, Triệu Chỉ Nhược lập tức ngớ ngẩn cả người, kích động nói, Tô thiếu gia, anh chắc là cho tôi chứ, tôi không phải là người thân của anh cũng không phải là người con gái của anh. Càng không phải là người hầu của anh. Triệu Chỉ Nhược đang nói thì Tô Thương đã bắt đầu thao tác rồi, một giây sau, liền có một luồng kim quang chui vào trong người của Triệu Chỉ Nhược. Tiếp theo đó, dưới trăm con mắt ngưỡng mộ, Triệu Chỉ Nhược hoàn thành việc lột xác, trực tiếp tấn cấp lên cảnh giới võ tôn. Cảm ơn phụ kiện của cô. Tô Thương nở một nụ cười, sau đó liền đi về hướng 3 giờ, đối với vị trí thứ 9 này trong lòng anh đã có quyết định. Tô thiếu gia, cảm nhận được sự biến hóa của bản thân mình, Triệu Chỉ Nhược tràn đầy ngỡ ngàng, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Tô Thương. Hai, tên Tô Thương này, đúng là một kẻ đánh cắp trái tim mà, lúc nào cũng vô tình làm kích động trái tim của Chỉ Nhược, nghiệp chướng. Cách đó không xa, Từ Thiện Sư Thái nhìn thấy cảnh tượng này, thở dài một hơi, không khỏi cảm khái, tự lẩm bẩm nói, đừng nói là Chỉ Nhược, đổi lại là mình lúc còn trẻ. E rằng cũng sẽ không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung cho mà xem. Hai, thôi bỏ đi, tùy tụi nó vậy, Chỉ Nhược bây giờ đã là võ tôn rồi, nó muốn làm gì thì làm, bà già như mình không quản được nữa. Chấm chấm chấm. Lúc này, Tô Thương trước mắt bao người, đi tới trước mặt Lan Diệu Y, đôi mắt nhìn thẳng vào Lan Diệu Y. Tô thiếu gia. Lan Diệu Y nhìn thẳng vào Tô Thương, hành lễ, rồi mỉm cười nói, chúc mừng. Anh không chỉ đạt giải nhất đại hội võ thuật, còn khởi động được cải biến giới luyện võ, thậm chí còn nắm được trong tay liên hoàn trận của núi võ đang. Xem ra lúc trước là tôi đã xem thường anh, cứ coi như tôi có phóng xuất ra tử khí trong đá tà linh ra thì anh cũng có năng lực để ngăn lại được. Nhớ đến chuyện đó, Lan Diệu Y cười khổ nói. Cô Diệu Y, Tô Thương khẽ cười nói, sau này có tôi bảo vệ cô không cần phải lo lắng bị người ta nhớ thương đến nữa. Đá tà linh, có thể tặng cho tôi không? Được. Lan Diệu Y không hề do dự, nảy ý nghĩ một cái, một viên đá tỏa ra tử khí liền xuất hiện trong lòng bàn tay cô ấy, sau đó cô ấy liền truyền qua cho Tô Thương. Cảm ơn.
Tô Thương cất đá tà linh vào trong vòng tay chứa đồ, sau đó lại nhìn sang Lan Diệu Y, nói tiếp, cô Diệu Y, cả đời này của cô đã chịu đựng nhiều bi thương rồi, tôi đã lấy đi trụ cột mạnh nhất của cô, không giúp cô một tay, tôi cảm thấy có chút không ổn. Suất thứ 8 đã dành cho Triệu Chỉ Nhược, bởi vì tôi đã nợ cô ấy một ân tình, vậy suất thứ 9 này dành cho cô, bởi vì cô chính là thiên tông trời sinh, tư chất tuyệt hảo. Có lẽ khởi động đá tà linh rồi thì cô có thể đi vào hệ thống tu chân, nhưng dựa vào phán đoán của tôi, cô đi theo hệ thống luyện võ thì càng thích hợp hơn. Tô Thương nghiêm túc nói, trong con đường võ đạo, khi luyện đến cuối cùng, thì cũng có thể tay cầm nhật nguyệt, chân thì đạp lên tinh hà, không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, làm một nữ võ thần chí cường đứng giữa trời đất. Nói xong, Tô Thương không hề do dự, lấy ra kim quang thứ 9. Vù! Cùng với một âm thanh vang lên, Lan Diệu Y trực tiếp đặt chân tới cảnh giới võ tôn, uy thế khủng khiếp chấn kinh toàn trường, khiến ai nấy đều sợ hãi. Những thiên tài hay là mấy lão già cổ quái trước đây thầm thương nhớ cô ấy đều lộ ra vẻ mặt kiêng dè, lần lượt theo bản năng mà cúi đầu xuống vì sợ sẽ bị Lan Diệu Y trả thù. Tô thiếu gia, Lan Diệu Y thu hồi lại uy thế quanh thân mình, cảm kích nhìn Tô Thương. Không cần cảm ơn tôi là minh chủ võ lâm. Sau này khi tôi ra hiệu lệnh, cô đừng làm trái lại là được rồi. Tô Thương khẽ cười nói. Đương nhiên sẽ không như vậy. Lan Diệu Y trịnh trọng cam kết. Vậy thì tốt. Tô Thương cười gật đầu, sau đó nhìn qua một lượt toàn trường, mở miệng nói. Bây giờ chỉ còn một suất, đạo trưởng Vương Giã, Phật tử Vô Cơ, hai người các anh, ai cần. Cho Vô Cơ đi, đưa cho tôi cũng vô dụng thôi. Vương Giã cũng giống như sư phụ của anh ấy. Có chút trông mà thèm, trong lòng cũng muốn được tẩy rửa bằng kim quang. Nhưng anh ấy có sự kiêu ngạo của chính mình, anh ấy sẽ không chủ động cầu xin Tô Thương, cho nên chỉ để lại một lời nói rồi xoay người bước đi. Đồ nhi, con, hồ đồ quá. Vương Trọng Vân ở bên cạnh nhìn thấy vậy, thở dài một hơi. A-di-đà Phật, trong đời có lúc cũng sẽ có lúc cũng không cưỡng cầu được, tiểu tăng không có duyên với nó. Phật tử Vô Cơ thấy vậy. Nghiêm túc suy tư một lúc, cuối cùng cũng từ chối tiếp nhận. Trụ trì Viên Thông nghe vậy, cũng không có phàn nàn gì, cũng không cảm thấy tiếc nuối cho Vô Cơ, trên mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì, rõ ràng ông ta đã đoán ra được quyết định của sư đệ mình. Tô Thương, suất cuối cùng, dành cho tôi đi. Chính ngay lúc này, một giọng nói từ trong đám người vang lên, ngay sau đó là một dáng người to lớn bước ra. Hử, Tây Môn, Long Ngâm. Tô Thương nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, tập trung nhìn kỹ lại thì lập tức nở một nụ cười nhạo, ha ha, Tây Môn Long Ngâm, tôi với gia tộc Tây Môn của anh, không chết không ngừng, thậm chí ngày mai tôi sẽ tiến vào núi Côn Luân mà chém giết, tiêu diệt cả gia tộc Tây Môn, anh muốn cái suất này sao, anh nghĩ có thể được không? Tô Thương, người có thủ với cậu, là lão tổ tông Tây Môn Phong Vân của nhà tôi. Tây Môn Long Ngâm dừng bước lại. Ánh mắt nhìn vào tia kim quang trên người Tô Thương, tràn đầy thèm muốn, mở miệng nói, tất cả mọi thứ đều là do ông ta giở trò, không liên quan gì đến tôi và anh cũng không có thâm cừu đại hận gì, chính là cái gọi là ân oán đời nào đời đó trả, anh không nên xem tôi là kẻ thù. Hơn nữa, Tô Thương, tôi có thể chỉ cần anh cho tôi suất cuối cùng đó, để tôi đạt được cảnh giới võ tôn, tôi nguyện ý thay anh, chính tay giết chết Tây Môn Phong Vân, chính tay tôi tiêu diệt hết gia tộc Tây Môn. Tây Môn Long Ngâm năm lần bảy lượt nghiêm túc nói, vì một bước lên trời mà anh ta cũng không màng đến họ hàng ruột thịt nữa. Đứa trẻ này được nha, ngay cả lão tổ tông mà cũng thật dám giết, giác ngộ cao nha. Tô Thương nhìn Tây Môn Long Ngâm khóe miệng nhếch lên cười. Soạt soạt soạt, Tây Môn Long Ngâm vừa nói ra lời này, thì ánh mắt của tất cả mọi người ở nơi đó đều lộ ra vẻ tràn đầy khinh thường. Tên Tây Môn Long Ngâm này, cũng hung ác quá ta. Vì muốn được tẩy rửa bằng kim quang, mà có thể nói ra những lời như vậy. Người không ác đứng không vững, Tây Môn Long Ngâm cũng là không còn cách nào khác, bây giờ hậu nhân nhà họ Tô đã là minh chủ võ lâm, thủ đoạn phi thường, bên cạnh còn có nhiều cao thủ võ tôn như vậy, nếu như minh chủ ghé qua Côn Luân, thì gia tộc Tây Môn lấy gì chống đỡ chứ? Chính là đạo lý này, lão tổ tông Tây Môn Phong Vân của gia tộc Tây Môn cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong. Lúc cổ tộc đến thì ông ta liền bỏ chạy, không thèm cùng minh chủ chống lại, nhưng Tây Môn Long Ngâm đề nghị tự tay tiêu diệt gia tộc của mình cũng quá là đại nghịch bất đạo rồi.
đúng là có di truyền mà, năm đó Tây Môn Phong Vân phản bội lại tiền bối Tô Vô Kỵ, thì ông ta có thể nuôi dưỡng ra được thứ tốt đẹp gì sao? Đừng nói Tây Môn Long Ngâm nữa, nếu như đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ lựa chọn làm như vậy, mạnh được yếu thua, tất cả đều là bất đắc dĩ mà thôi. Chấm chấm chấm. Mọi người bàn tán ầm ĩ, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên khi không có ai có cảm tình gì với Tây Môn Long Ngâm. Tây Môn Long Ngâm. Lúc này, Tô Thương nhìn Tây Môn Long Ngâm khẽ cười nói, nghe ý của anh nói như vậy, chính là muốn đầu nhập về phía tôi sao? Đúng vậy. Tây Môn Long Ngâm quỳ một chân xuống đất, hai chắp lại nói, Tô Thương. Minh chủ Tô, hy vọng anh có thể tiếp nhận sự quy hàng của tôi nhất định sẽ không khiến anh thất vọng, chỉ cần đặt chân tới cảnh giới võ tôn, thì tôi sẽ lấy đầu của Tây Môn Phong Vân để báo đáp. Ha ha! Tô Thương nghe vậy liền nở một nụ cười nhạo, cái này thì không cần, mạng của Tây Môn Phong Vân tôi sẽ tự mình đến lấy. Nhưng mà, yêu cầu của anh, tôi có thể đáp ứng được, suất thứ 10 này cho anh cũng không sao. Tô Thương nhìn Tây Môn Long Ngâm, có ý kéo dài câu nói, nhưng... Minh chủ! Tây Môn Long Ngâm kích động phát điên rồi, vội vàng nói, có lời gì muốn nói cứ nói ra, chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng cho cậu. Ha ha! Đơn giản thôi, gia phong của gia tộc Tây Môn mấy anh, ắt hẳn anh còn rõ hơn tôi không có lý do gì mà tin tưởng lời anh nói. Tô Thương cười đùa nói, lỡ như anh được tẩy rửa bằng kim quang rồi, sau khi trở thành võ tôn liền quay ngược lại ra tay với tôi thì sao? Cho nên, để đề phòng, anh bắt buộc phải ký khế ước chủ tớ với tôi, từ nay về sau, trở thành đầy tớ của tôi. Chỉ cần một ý nghĩ của tôi thôi cũng có thể quyết định được sự sống chết của anh có ý đồ gì thì tôi cũng biết được hết. Tô Thương thản nhiên nói, nếu như anh đồng ý, thì bây giờ có thể tiếp nhận sự tẩy rửa của Kim Quang, trở thành cao thủ võ tôn thứ 10. Được. Tây Môn Long Ngâm không hề do dự, mắt không hề chớp, lập tức nhận lời. Vậy được. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, Tô Thương hai tay bấm quyết, nhanh chóng ngưng tụ ra một khế ước linh hồn. Đồng thời ký kết thành công với Tây Môn Long Ngâm. Đến bước này, Tây Môn Long Ngâm miễn là còn sống thì vĩnh viễn sẽ chịu sự quản thúc của Tô Thương, cả đời này đều không thể thoát khỏi sự trói buộc của Tô Thương. Nếu như anh ta có lòng phản bội, thì chỉ sau một giây Tô Thương đã không cần tốn chút sức lực mà cũng có thể khiến cho anh ta hồn phi phách tán. Tô Thương sở dĩ xuất cuối cùng cho Tây Môn Long Ngâm là vì anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Đầu tiên, Tây Môn Long Ngâm là người của gia tộc Tây Môn, nếu như do anh ta ra tay sát phạt núi Côn Luân thì có thể tra tấn Tây Môn Phong Vân từ trong tâm lý, từ đó đạt được mục đích trả thù Tây Môn Phong Vân. Tiếp theo, cũng là điều quan trọng nhất. Năm đó các thế lực tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân không ít, đều là những gia tộc có quan hệ mật thiết với gia tộc Tây Môn. Tô Thương làm miếng dây dưa với mấy người đó. Cho nên anh mới dứt khoát để cho Tây Môn Long Ngâm trở thành tên đao phủ thay anh đi giải quyết hết những người năm đó. Một người tài giỏi chân chính là không phải tự mình chém giết mà giỏi về việc lợi dụng người có đầy đủ các loại sức mạnh ở bên cạnh mình. Tên Tây Môn Long Ngâm này mặc dù phẩm chất không tốt, dụng ý khó dò, nhưng nếu biết cách dùng thì chính là một thanh đao tốt. Tô Thương tin chắc, có khế ước linh hồn rồi thì Tây Môn Long Ngâm cũng chỉ là một con rối của mình mà thôi. Cái khế ước linh hồn này đừng nói là ở trái đất, cho dù là nơi tu tiên văn minh phồn thịnh như Huyền Thiên Tiên vực cũng dường như không có người nào có thể phá giải được, càng không cần nhắc đến một tên Tây Môn Long Ngâm nhỏ nhoi kia. Cậu chủ! Lúc này, Tây Môn Long Ngâm không có chút bận tâm đến thể diện của mình, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tô Thương, trong mắt tràn đầy sự cung kính. Bây giờ, anh ta đã là võ tôn rồi, một bước lên trời, bước vào hàng ngũ đỉnh cấp. Tô Thương gật đầu, lạnh lùng nói, đừng quên những lời anh đã nói, nếu như không làm được, thì tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết. Nhắc nhở anh một chút, bây giờ, anh mà có bất kỳ suy nghĩ gì thì tôi là người đầu tiên có thể cảm nhận được, đừng có mà chơi trò hai mặt với tôi, ở chỗ tôi, anh không dùng được thủ đoạn này đâu. Tô Thương trầm giọng nói. Vâng, Tây Môn Long Ngâm chắp tay gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Tô Thương lần nữa gật đầu. Sau đó rời ánh mắt nhìn khắp toàn trường, mở miệng nói, mọi người, đại hội võ thuật đã kết thúc rồi, mọi người có thể rời khỏi núi võ đang rồi. Nếu như có việc, tôi sẽ sai người đến các ngọn núi nổi tiếng thông báo cho mọi người.
Tô Thương nói tiếp, còn nữa, các thế lực năm đó tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân, mấy người không cần lo lắng. Tôi là người không thích đuổi cùng giết tận, diệt tông đổ phái coi như xong. Nhưng mà, phàm là những người từng tham gia vào chuyện đó thì đều chắc chắn phải chết. Tô Thương nhếch môi lên, trầm giọng nói, hy vọng mọi người có thể chủ động một chút, giao ra những người đó là được, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ bỏ qua cho tông phái của mọi người. Nếu như có người cố tình bao che, ha ha ha, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo, một khi điều tra ra được, thì trên dưới toàn tông phái, một người cũng đừng mong sống sót. Tô Thương mặt trầm như nước, hạ thấp giọng nói. Tiếp theo đó, Tô Thương, Thiên Sơn Tuyết, Dì Phù, Thiên Niên Sát, Vương Phú Quý, Thạch Cửu Thiên, Thạch Hạo Hãn, Trương Mộ Cổ, Chiêm Thiên Lỗi, cả một đoàn người liền biến mất ngay trước mắt mọi người. Kim quang trên người của Tô Thương ngay khi đưa ra cái cuối cùng thì cũng đã tiêu tán hết. Bây giờ, quà tặng khi giới luyện võ cải biến, 10 suất đã dùng hết. Suất thứ nhất, Thạch Hạo Hãn. Suất thứ hai, Thiên Sơn Tuyết. Suất thứ ba, Lý Nguyệt. Suất thứ tư, Tô Dực Cân. Suất thứ năm, Thạch Cửu Thiên. Suất thứ sáu, Trương Mộ Cổ. Suất thứ bảy, Đoàn Khánh Sinh. Suất thứ tám, Triệu Chỉ Nhược. Suất thứ chín, Lan Diệu Y. Suất thứ mười, Tây Môn Long Ngâm. Mười người này, hoặc là người thân của Tô Thương, hoặc là người con gái của Tô Thương, hoặc là bạn thân của anh, hoặc là thủ hạ của anh. Cảnh giới võ tôn đối với trái đất bây giờ mà nói chính là cao thủ cường mạnh tuyệt đối. Luồng sức mạnh này, Tô Thương đương nhiên muốn nắm giữ ở trong tay của mình rồi, ích kỷ thì cứ cho là ích kỷ đi. Trải qua một trận dày vò này, sắc trời cũng đã tối sầm lại, màn đêm đã dần buông xuống. Võ đang cổ trấn, tràn đầy tiếng cười nói, tất cả những người luyện võ đang khá là kích động. Đối với giới luyện võ mà nói hôm nay không thể nghi ngờ chính là một ngày tuyệt vời nhất. Cải biến giới luyện võ thành công, trên võ thần lục địa lại xuất hiện một con đường mới, giới luyện võ đương nhiên sẽ càng thêm huy hoàng, bởi vậy ở trong cổ trấn có rất nhiều người đang nhảy múa hò hét, vô cùng náo nhiệt. Đoàn người của Tô Thương, tâm trạng cũng không tệ, cùng vây quanh lại nướng thịt trò chuyện phiếm. Đêm thu, gió mát, tất cả đều vừa tốt. Lúc này, Tô Thương, Thạch Cửu Thiên, Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, bốn người thanh niên ngồi uống rượu cùng nhau. Một đám người thiên tài như Vương Giã của Võ Đang, Phật Tử Vô Cơ, Triệu Chỉ Nhược, Đỗ Phi Dương, cũng ở bên cạnh. Hôm qua tôi giống như bọn họ, cũng đều là thanh niên tài giỏi tuấn tú, nhưng bây giờ, ai có thể ngờ rằng tôi đã ở cảnh giới võ tôn rồi. Thạch Cửu Thiên uống hơi quá chén, tự nhiên đắc ý, thở dài một hơi nói, ôi giời. Lúc nhỏ tôi đã trải qua cảnh giới thần tông, võ thần lục địa, một bước lên tiên, chung quy lại thì tôi vẫn thiếu quá nhiều thứ, loại cảm giác này, các người ai có thể hiểu được chứ? Có thể thấy được, ở Vexai, thực ra trong lòng Thạch Cửu Thiên cũng rất vui vẻ. Nhưng, bên ngoài cậu ấy lại giả vờ làm ra vẻ đau khổ, rồi nói tiếp, nếu cho tôi cơ hội được tự mình lựa chọn một lần, tôi nhất định sẽ giống với Vương Giã và Vô Cơ, từ chối tham gia cuộc tẩy rửa bằng kim quang. Cảm giác một bước lên tiên, thật sự là không quá thú vị, địa vị cao không tránh khỏi sự cô độc lạnh lẽo, còn vô vị hơn nhiều. Vừa nói, Thạch Cửu Thiên bưng chén rượu lên, uống một hơi hết sạch, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý vô cùng sâu sắc. Vừa nói xong, Vương Giã, Vương Phú Quý, Đỗ Phi Dương, và những thiên tài khác, bỗng quay sang hai mặt nhìn nhau. Nhất là Phật Tử Vô Cơ. Trong chốc lát thì đã cảm thấy miếng đùi gà trong tay mình đã không thơm nữa rồi. A-di-đà Phật. Một tay Vô Cơ cầm đùi gà, ăn đến nỗi khắp mặt dính đầy dầu mỡ, miệng tụng Phật hiệu nói, thí chủ Thạch Cửu Thiên, cuộc sống luôn tràn đầy những chuyện ngoài ý muốn, nhưng mỗi một bước đi, đều là sự sắp xếp tốt nhất, anh cũng đừng quá chấp niệm với việc đột phá tấn cấp, một bước lên tiên cũng là việc mà nhiều người ngưỡng mộ lắm đấy. Ôi, những điều anh nói tôi đều hiểu. Nhưng cái này thực sự rất khó để chấp nhận, tôi cũng không muốn đột nhiên trở nên mạnh như thế, nhưng tiếc quá, ông trời trêu người tôi, các anh ai có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của tôi chứ? Thạch Cửu Thiên thở dài lần nữa, thể hiện sự tinh tướng, trông rất đáng ghét. Tôi có thể. Thạch thiếu gia, tôi có thể. Đúng lúc này, một người than thở khác sắp lên tiếng, Trương Mộ Cổ ngồi bên trên chiếc trống to làm bằng da thú, cũng đã uống say.
khổ sở nói, tình hình hiện tại của tôi, cũng giống y như Thạch thiếu gia vậy, ôi, cảnh giới võ tôn mạnh quá, đều phải cẩn thận ở khắp mọi nơi, bây giờ tôi cũng không dám đánh với lực quá lớn, tôi sợ sẽ khiến mọi người bị thương. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Vừa nói xong, đừng nói đến vương giã, và đám người vương phú quý, đến cả dáng vẻ tinh tướng của Thạch Cửu Thiên lúc nãy, cũng ai nấy cũng ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên liếc nhìn Trương Mộ Cổ. Như định nói gì đó, người anh em, về mặt tỏ vẻ tinh tướng này, cậu thắng rồi đấy. Mẹ kiếp, giả bộ ông nội cậu ý. Vương Phú Quý đứng bên cạnh, thực sự không nhịn nổi, nghiến răng nói, không phải là thăng cấp lên cảnh giới võ tôn à, có cái gì hay ho đắc ý chứ, sớm muộn cũng có một ngày, tôi đây cũng đặt chân đến cảnh giới kết đan, đánh bại các anh. Tính cách Vương Giã cũng khá bình ổn, yên lặng ăn đồ ăn, chẳng nói gì thêm cả. A-di-đà Phật. Vô Cơ thấy vậy, liền khuyên nhủ thí chủ Phú Quý, xin bớt nóng giận, anh tên Phú Quý, về sau nhất định sẽ có rất nhiều vinh hoa Phú Quý, không cần phải xoắn suýt ra mặt như vậy đâu. Vinh hoa Phú Quý cái con khỉ ý, tôi đây không nhịn nổi, thì khoe khoang một chút thôi. Vương Phú Quý vẫn hùng hổ như vậy. Vô Cơ vẫn muốn thuyết phục Vương Phú Quý, nhưng lúc này, Trương Mộ Cổ đột nhiên nói ra, Phật tử, khoảng thời gian trước, chúng ta đã từng đấu với nhau, tôi từng chèn ép anh, nhưng tôi biết, lúc đó anh đã hạ thủ lưu tình với tôi rồi, hơn nữa 3 năm chưa từng tu luyện, hay là bây giờ chúng ta giao đấu, so tài với nhau một chút được không? Anh Mộ Cổ, giữa các anh có cái gì tốt để so tài thế? Thạch Cửu Thiên đứng bên cạnh nghiêm túc nói, Phật tử Vô Cơ yếu như vậy, đoán là một ngón tay của anh, cũng có thể đánh cho anh ta quỳ sụp xuống mặt đất rồi đấy, đừng đấu nữa, lãng phí thời gian lắm. Ha ha, cơm nước no nê, dù sao cũng nhàn rỗi mà, toàn là các thiên tài không dễ bị ức hiếp gì, đấu với nhau không phải sảng khoái hơn à. Trương Mộ Cổ đắc ý nói, Phật tử, anh yên tâm, tôi sẽ dùng một đầu ngón tay để đánh với anh, dùng nhiều hơn một ngón tay, thì coi như là tôi thua. A-di-đà Phật, bần tăng, con mẹ nó. Phật tử Vô Cơ vốn định nói mấy câu đàng hoàng tử tế, nhưng cuối cùng mấy lời nói được thốt lên, lại trở thành câu nói thô tục. Ơ kìa! Phật tử của núi Bồ Đề, thế mà lại mở miệng ta chửi tục, cảnh này thật là kỳ lạ, bỗng nhiên lại thu hút được sự chú ý của mọi người. Cái đó, thí chủ Mộ Cổ, tôi không có ý đó, ý tôi muốn nói là, tôi tập luyện ông nội anh, không không không, tôi muốn nói là... A-di-đà Phật! Phật tử Vô Cơ phát hiện mình sắp không bào chữa được, liền vội chắp tay trước ngực, im miệng không nói nữa. Ha ha, mọi người đều nói Phật tử Vô Cơ hoàn tục được 3 năm, có một thời gian hút thuốc uống rượu uốn tóc, tất cả mọi thứ đều rất bóng bẩy, lúc trước tôi còn không tin, nhưng bây giờ nghe được những lời vừa nãy, tôi đã tin rồi đấy. Rất khó để tưởng tượng Phật tử ngồi ở hàng ghế dài trong quán bar, bắt chéo hai chân, miệng ngậm điếu thuốc, rồi còn ôm mấy em gái ăn mặc S3C vào trong ngực đấy. Được, tôi thừa nhận Phật tử chửi mắng người khác là không đúng. Nhưng tôi lại rất thoải mái, đáng mắng mà, ai có thể đánh hai người bọn họ một trận mới được. Thạch Cửu Thiên và Trương Mộ Cổ đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn, ai mà đánh được chứ? Chấm chấm chấm. Lúc này, Tô Thương cười cười, không tham gia vào chủ đề nói chuyện này, mà lặng lẽ đưa Thiên Sơn Tuyết đi. Hai người cùng đi ra bên ngoài cổ trấn, nơi này khá là vắng vẻ, cơn gió khẽ thổi nhẹ qua từng phiến lá cây, phát ra tiếng kêu soạt soạt. Tiếng con trùng thì không ngừng kêu to. Hai người Tô Thương và Thiên Sơn Tuyết, đứng dưới gốc cây cổ thụ, rồi dựa vào gần nhau. Tô Thương, hôm nay lúc anh dùng sức mạnh để giết Nam Cung Dận, có thể điều động sức lực nó tùy lúc sao? Không được. Tô Thương lắc đầu, nói cụ thể hơn, khi đó anh mở ngũ hành liên hoàn trận của núi Võ Đang, cho nên mới có được thực lực mạnh như vậy. Nhưng, lúc trước sức mạnh dùng để mở trận đã dùng hết sạch rồi. Bây giờ anh đã không còn cách nào có thể mở ngũ hành liên hoàn trận được nữa rồi. Tuyết Nhi, sao tự dưng em lại hỏi câu này vậy? Tô Thương tò mò hỏi dò. Tô Thương, anh còn nhớ em đã từng nói với anh, núi Cửu Phong có một trận đại kiếp không? Thiên Sơn Tuyết giải thích, em nghĩ là, nếu anh có thể sử dụng loại sức mạnh kia thì tốt, như thế có thể tăng thêm cơ hội giải quyết kiếp nạn cho núi Cửu Phong. Tuyết Nhi, em cứ yên tâm đi, có anh ở đây. Tuyệt đối sẽ không để núi Cửu Phong xảy ra bất cứ vấn đề gì đâu.
Tô Thương để lộ ra một nụ cười, sau đó chủ động khoác tay lên vai Thiên Sơn Tuyết. Thiên Sơn Tuyết gật đầu, không tiếp tục nói về chủ đề này, mà nói sang cái khác. Tô Thương, hiện tại chuyện của núi Võ Đăng đã được giải quyết rồi, ngày mai anh có tính toán gì không? Đầu tiên sẽ đến núi Thái Sơn, đón mẹ anh về, tiếp theo lại đến núi Côn Luân, báo thù cho liệt tổ liệt tông nhà họ Tô, để lấy lại quyền thống trị núi Côn Luân một lần nữa. Tô Thương ôm vào vai Thiên Sơn Tuyết, khẽ cười nói, làm xong hết tất cả mọi việc này, chúng ta sẽ cùng nhau đến núi Cửu Phong, xem kiếp nạn của núi Cửu Phong là cái gì, cuối cùng chúng ta sẽ về Giang Bắc tìm Lý Nguyệt. Được. Thiên Sơn Tuyết khẽ gật đầu, được Tô Thương ôm, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lại ửng hồng lên. Về mặt này, Tô Thương là kẻ già đời, đã ôm người Thiên Sơn Tuyết, nhưng tay lại không thành thật, cứ sợ ép hoảng lung tung, khiến cho mặt Thiên Sơn Tuyết nóng bừng bừng. Ha ha, rừng núi hoang vắng, Tô thiếu gia, hai người các ngươi biết chơi thật đấy. Đúng lúc này, một giọng nói được truyền đến từ rất xa, sau đó có một cơ thể cường tráng cao lớn, đi ra từ trong bóng tối. Hả? Nghe thấy giọng nói, Tô Thương bỗng nhíu mày, di chuyển ánh mắt nhìn qua bên đó, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác. Nhưng chỉ thấy một ông già dáng người to cao, đang nhanh chân tiến đến, rồi dừng chân cách chỗ Tô Thương khoảng 5 mét. Lão già này, quần áo tả tơi, khắp người bẩn vô cùng, lại có rất nhiều chỗ bị thương, vết máu đã đọng lại, thậm chí có chỗ còn biến thành màu đen. Không chỉ có như thế, trên người ông ta, cũng mất đi một vài bộ phận, không có tay trái, trông rất là trống trải. Đặc biệt là ở phần ngực, lộ hẳn ra một cái lỗ thủng to bằng nắm đấm, không thấy cả tim luôn. Vết thương kinh khủng khiếp như vậy vỗ di ông ta phải chết rồi, nhưng lão già này lại có thể đi lại, nói chuyện. Tô, ma sao, chấm. Bỗng nhiên, Tô Thương thấy rõ khuôn mặt của lão già này, thì phát hiện ra, người này là Tô ma bị giam cầm trong tháp hư không. Chuyện gì xảy ra vậy? Linh hồn của Tô ma bây giờ đang ở tháp hư không, cơ thể của ông ta, sao lại xuất hiện được ở đây vậy? Hơn nữa, người này mạnh thật đấy. Chỉ có mỗi cái cơ thể như thế kia thôi, cũng có thể tỏa ra được uy thế khiến người khác phải sợ hãi. E là Tô Thương của hiện tại, cũng có vài phần phải kiêng dè. Không sai. Chủ nhân của cơ thể này, chính là Tô Ma. Nhưng bây giờ, người khống chế được cơ thể của Tô Ma, thì chỉ có thể là lão độc vật Lâm Uyên mà thôi. Ban ngày, khi Tô Thương mở trận cải biến giới luyện võ, đồng thời chính lúc đó đã mở phong ấn trấn áp cơ thể của Tô Ma. Còn Lâm Uyên, thì nhân lúc phía sau núi Võ đang náo loạn, dùng hết sức mạnh vốn có, cuối cùng cũng đã tìm được cơ thể của Tô Ma, đồng thời thành công nhập xác cơ thể của Lão Tổ Tông. Còn về cơ thể của Lâm Uyên, thì bị ném sang một bên rồi. Sau khi có được cơ thể của Tô Ma trong tay, Lâm Uyên cảm nhận được bản thân mạnh vô cùng, sức mạnh trong cơ thể, giống như ngang hàng với cảnh giới kết đan đỉnh phong vậy, cả trái đất này, e là không có ai có thể là đối thủ của ông ta. Bởi vậy, Lâm Uyên mừng rỡ như phát điên, hơn nữa còn tràn đầy tự tin, trực tiếp khống chế cơ thể Tô Ma, rồi tìm đến Tô Thương, định cướp đi tháp hư không, để có được kinh hồn của Lão Tổ Tông Tô Ma. Do cơ thể này quá là mạnh, nên cảnh giới thực sự của Lâm Uyên cũng không thể đạt tới kết đan được. Cho nên, Lâm Uyên cũng sẽ không bị những thứ không rõ ràng kia quấy nhiễu, không đau đớn một chút nào. Nhưng cơ thể này đã vượt ra khỏi phạm trù cho phép của quy tắc trên trái đất, vì vậy sau khi mở cửu chuyển cải thiên trận ra, cơ thể sẽ bị những thứ không rõ ràng kia tàn phá đến nỗi không thể chịu được. Nhưng Lâm Uyên cũng không hợp nhất thực sự với cơ thể kia, cho nên cũng không cảm giác được gì. Hiện tại, ông ta có thể sử dụng sức chiến đấu của kết đan đỉnh phong, hơn nữa cũng không phải lo lắng mấy thứ không rõ ràng kia tấn công. Nhưng, Lâm Uyên có thể cảm nhận được, kiểu tình hình này sẽ không duy trì được quá lâu, nhiều nhất chỉ là một hai ngày, thì cơ thể của Lão Tổ Tông Tô Ma sẽ không bị những thứ không rõ ràng kia phá hủy. Đến lúc đó, linh hồn của Lâm Uyên tất nhiên sẽ bị thương nặng, thậm chí ngay cả khi cơ hội để trở về cơ thể ban đầu của chính mình cũng không có, mà chỉ có một con đường chết mà thôi. Rõ ràng, Lâm Uyên có lòng tin, ngay trong lúc này, có thể cướp đi tháp hư không từ tay thế hệ sau nhà họ Tô. Nhưng tháp hư không là đồ vật quý, có sức mạnh trấn áp được những thứ không rõ ràng kia, hơn nữa Lão Tổ Tông Tô Ma cũng ở trong tháp hư không kia.
Lâm Uyên cũng tính toán xong hết rồi, nếu bản thân có thể tác động được vào tháp, thì có thể trấn áp được những thứ không rõ bên trong cơ thể này, như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ rất đơn giản. Bản thân khổ sở lắm mới chờ được đến cơ hội này, rồi lại tìm được cơ thể này nữa, đương nhiên không thể vô duyên vô cớ trả lại cho Tô Ma được. Nếu bản thân ông ta thực sự có cơ hội có được cơ thể này, thì cần gì phải dựa vào lão tổ tông nữa, không phải chính mình cũng có thể vô địch thiên hạ được rồi sao? Đến lúc đó, dùng tháp hư không trấn áp những điều không rõ ràng kia, thì bản thân có thể dần dần hợp nhất với cơ thể của lão tổ tông, ha ha ha, nghĩ thôi mà đã thấy thoải mái rồi. Còn nữa, linh hồn của lão tổ tông cũng ở trong tháp hư không, nếu có tháp hư không trong tay, chắc chắn sẽ không tùy tiện thả ông ta ra ngoài. Đến lúc đó, sẽ tra tấn một trận trước, sau đó sẽ tìm cơ hội nuốt chửng luôn linh hồn Tô Ma, khiến cho Tô Ma mất hết trí nhớ, vậy không phải là mình sẽ trở thành kẻ siêu mạnh rồi hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Uyên liền nhìn về phía Tô Thương, thản nhiên nói, ha ha, Tô thiếu gia, cậu nói ra danh hiệu của lão tổ tông nhà tôi, xem ra cậu cũng đã từng nói chuyện qua với ông ấy rồi phải chứ? Nhưng cơ thể này, chính là Tô Ma, nhưng tôi thì không phải là Tô Ma. Ông là lão độc vật à? Tô Thương ngạc nhiên tỉnh ngộ, mang máng nhận ra khí tức của lão độc vật. Không sai. Lâm Uyên để lộ ra một nụ cười, nói tiếp, so với cái tên lão độc vật, tôi càng thích người khác gọi tôi là tuyệt tuyệt tử hơn. Hừ. Tô Thương đón nhận ánh mắt của Lâm Uyên, mặt trầm tư như nước, cha hỏi, ông lấy được cơ thể này từ đâu, còn nữa, ông và Tô Ma, có quan hệ như thế nào? Ha ha, cái này còn phải xem sự may mắn của cậu đã. Lâm Uyên nhếch miệng lên, cười giễu cợt nói, chiều hôm nay cậu mở ra trận pháp kia, không chỉ có liên quan đến việc cải cách giới luyện võ, mà còn trấn áp được cơ thể này. Sau khi trận pháp được mở ra, cơ thể này không hề bị bất kỳ điều gì ràng buộc nữa, tôi làm theo chỉ dẫn của Tô Ma, tự nhiên tìm được đến nơi này. Lâm Uyên nói tiếp, còn về quan hệ của tôi và Tô Ma, ha ha, lạ thật, nơi thâm sâu vân vụ của bọn tôi, chính là do Tô Ma thành lập, cho nên, ông ta cũng coi như là lão tổ tông của nhà tôi rồi. Tôi đến núi Võ Đang lần này, chính là để cậu mở thế trận cải biến giới luyện võ, rồi phóng thích cơ thể lão tổ tông. Lúc đó tôi sẽ nhân cơ hội náo loạn ấy để khống chế cơ thể này. Lâm Uyên khẽ cười nói, bây giờ, dưới sự gia tăng thêm cơ thể của lão tổ tiên, tôi đã có thể so sánh với kết đan đỉnh phong rồi, trong thiên hạ, sẽ chẳng đối thủ nữa đâu. Thì ra là thế. Tô Thương nghe vậy, biểu cảm thờ ơ nói, chẳng trách ông hẹn tôi ra ngoài, chủ động lấy lòng tôi, tất cả là vì muốn thế trận cải biến giới luyện võ thuận lợi mở ra. Ha ha. Bây giờ mới hiểu được, quá muộn rồi. Lâm Uyên cười nói, sau đó nghiêm mặt nói, Tô Thương, nể mặt Tô Vô Kỵ, tôi cho cậu một cơ hội, nếu cậu giao tháp hư không ra, thì tôi sẽ tha chết cho cậu, đừng bắt tôi phải khó xử. Đối với Tô Vô Kỵ, Lâm Uyên vẫn khá kiêng kỵ. Năm đó trước khi Tô Vô Kỵ biến mất, là khi đang độ Nguyên Anh lôi kiếp, nên không có ai biết ông ấy có thành công hay không, cũng không có người nào biết ông ấy đang ở đâu. Nhưng, khi ký ức của Lâm Uyên đã tiêu tán hết trong cờ bách độc, mơ mơ màng màng có được một thông tin, Tô Vô Kỵ hình như ở ngay núi Võ Đang, ông ta không biết tin tức này là thật hay giả, cũng không chắc chắn bây giờ Tô Vô Kỵ còn có bao nhiêu phần công lực. Cho nên, Lâm Uyên không muốn cứng rắn quá mức với nhà họ Tô, để tránh gây ra cục diện xấu nhất. Tháp hư không sao, Tô Thương cau mày nói, ông muốn tháp hư không làm cái gì? Đương nhiên là cứu lão tổ tông Ma Tô ra rồi. Lâm Uyên trả lời, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Như vậy à, tháp hư không là vật chí bảo của nhà họ Tô tôi, ông muốn nó, thì phải xem ông có bản lĩnh này không đã. Tô Thương trầm giọng nói, đồng thời điều động linh khí trong cơ thể. Bây giờ, Tô Thương đã đặt chân đến cảnh giới trúc cơ, toàn bộ sức mạnh ra tay, đối phó với trúc cơ đỉnh phong thì không có vấn đề lớn gì cả, nhưng lại không có cách nào chống lại được Lâm Uyên. Bởi vậy, mặt Tô Thương trầm tư, mắt nhìn Lâm Uyên chăm chú không rời, để tìm kiếm cơ hội ra tay. Ha ha, Tô Thương, tôi biết cậu có rất nhiều thủ đoạn, nhưng theo như tôi biết, thủ đoạn mạnh nhất chính là điều động ngũ hành liên hoàn trận của núi Võ Đang. Lâm Uyên giống như đã hiểu rõ về Tô Thương, khẽ cười nói, đáng tiếc, tôi phát hiện liên hoàn ngũ hành trận đã không có linh khí chống đỡ, nói cách khác thì,
thủ đoạn này của cậu đã là thứ bỏ đi rồi, cậu không có cách nào khởi động lại liên hoàn ngũ hành trận được nữa rồi. Bây giờ, trạng thái này của cậu, cho dù bị ép tác động vào tháp hư không, thì cũng không thể nào là đối thủ của tôi đâu. Lâm Uyên cười giễu cợt nói. Nét mặt của Tô Thương trở nên phức tạp, không thể nói được lời nào. Đúng như lời Lâm Uyên đã nói, anh rõ ràng không đánh lại Lâm Uyên, thậm chí anh còn không có tư cách làm đối thủ của Lâm Uyên. Tô Thương, giao ông ta cho em đi. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết đứng bên cạnh Tô Thương lên tiếng. Cũng cùng lúc đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể của cô ấy, bao trùm cả không gian. Cảnh giới võ tôn, thật mạnh mẽ. Còn có chúng tôi nữa. Lúc này, Thạch Cửu Thiên, Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, ba người đi ra từ bụi cỏ cách đó không xa. À, Tô Thương lập tức sững sờ, anh không nhịn được hỏi, mấy người ngồi xổm ở đó từ lúc nào vậy? Khụ khụ, cái này. Thạch Cửu Thiên đã không còn say rượu, cậu ấy nghe Tô Thương hỏi thì lập tức ho khan hai tiếng, có hơi xấu hổ. Ánh mắt của Trương Mộ Cổ thì trốn tránh, anh ấy cũng không trả lời câu hỏi của Tô Thương. Ha ha, Tô Đại Thiếu Gia, cậu thật sự cho rằng chúng tôi đã uống say sao? Vương Phú Quý đứng ở giữa, cười đùa nói, từ lúc cậu dẫn Thiên Sơn Tuyết đến thì chúng tôi đã lén đi theo phía sau hai người, chúng tôi đã nhìn được một lúc rồi. Cậu thật là không biết xấu hổ, người ta cho cậu sờ thì cậu lập tức sờ, động tay động chân mà không biết ngại. Vương Phú Quý tiếp tục chửi bới, còn nữa, nếu cậu biết xấu hổ thì nhanh chóng làm bước tiếp theo đi. Nửa đêm nửa hôm chúng tôi ngồi xổm trong bụi cỏ, muỗi nhiều như vậy, chúng tôi rất dễ dàng sao? Mẹ kiếp! Tô Thương nghe cậu ấy nói như vậy thì sắc mặt lập tức tối sầm lại, anh nhìn không được nói, ba người các cậu dám rình trộm ông đây sao? Vương Đại Thiếu Gia, anh họ cả của tôi và anh Mộ Cổ đã đặt chân vào cảnh giới võ tôn, tôi chỉ hơi không chú ý là đã không thể phát hiện được khí tức của bọn họ thì không tính, còn cậu thì làm sao cậu có thể che giấu được hơi thở? Tô Thương bỗng nhiên tò mò hỏi. Hi hi, cậu cho rằng tôi ăn chay sao, cánh tay thượng cổ của tôi rất lợi hại đấy. Vương Phú Quý đắc ý cười nói, che giấu khí tức thôi mà, với tôi mà nói thì nó rất dễ dàng. Tô Đại Thiếu Gia, không thể không nói, vừa rồi cậu thật sự quá tệ, tốc độ thật chậm, tôi còn tưởng cậu sẽ cùng chị dâu nhỏ lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường đấy. Vương Phú Quý có hơi thất vọng nói ai, uổng công tôi mong chờ một lúc lâu, thật đáng tiếc. Thiên Sơn Tuyết nghe vậy thì khuôn mặt ngọc ngà xinh đẹp hơi đỏ lên. Bỏ đi. Ngược lại Tô Thương hùng hổ nói, nếu tôi biết trước thì tôi đã cho cậu một đạp rồi, xem cậu làm sao còn đắc ý như vậy. Còn có hai người các anh họ cả, anh Mộ Cổ, hai người nghĩ gì mà học thói xấu theo Vương Phú Quý chứ? Tô Đại Thiếu Gia, trời đất chứng giám, chuyện này là anh họ cả xúi dục, tôi chỉ là tòng phạm. Vương Phú Quý vội vàng giải thích, sau đó lại nói tiếp, hơn nữa cũng không phải chỉ có ba người chúng tôi nhìn trộm cậu. Mấy người mau ra đi, đừng trốn nữa, ra đi, chút nữa chúng ta còn phải giúp Tô Đại Thiếu Gia đánh nhau. Hả? Có ý gì? Chẳng lẽ còn có những người khác trốn trong bụi cỏ nữa sao? Ngay lúc Tô Thương đang nghi ngờ thì Triệu Chỉ Nhược và Lan Diệu Y một trước một sau đứng lên, nhao nhao lộ ra một nụ cười xấu hổ với Tô Thương. Mấy người? Tô Thương lập tức không còn lời nào để nói. Thiên Sơn Tuyết bên cạnh anh thì hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, khuôn mặt ngọc đỏ lên như trái táo chín. Tô Thiếu Gia, cái kia, xin lỗi. Tôi chỉ là vì tò mò nên mới đi theo đến nhìn một chút, vốn dĩ tôi đã định đi rồi, không có ý nhìn trộm đâu. Triệu Chỉ Nhược nhỏ giọng nói, trong mắt có vài phần đau lòng. Cô ta đã thích Tô Thương rồi, khi nhìn thấy Tô Thương ôm ấp với một người phụ nữ khác, đương nhiên cô ta sẽ đau lòng. Chỉ Nhược, cô xin lỗi anh ta làm gì, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi, chúng ta nhìn trộm lúc nào. Lan Diệu Y lại nhìn Thiên Sơn Tuyết một cái. Cười đùa nói, Thiên Sơn Tuyết, không ngờ là một người bình thường lạnh như băng xương như cô lại có thể làm loại chuyện đó với một tên đàn ông ở vùng hoang dã này, ha ha ha. Mặt của Thiên Sơn Tuyết đỏ bừng, cô ta có cảm giác như bản thân làm chuyện xấu bị bắt được. Hai người các cô, Tô Thương nhìn Lan Diệu Y và Triệu Chỉ Nhược, anh nhìn không được nói, chiều nay tôi mới vừa cho hai người tiếp nhận sự thanh tẩy của Kim Quang, thăng cấp lên cảnh giới võ tôn.
Không ngờ là hai người vừa mới trở nên mạnh hơn mà đã lập tức che giấu hơi thở đến rình trộm tôi. Sớm biết như vậy, lúc chiều tôi nên dành toàn bộ cơ hội này cho thuộc hạ của tôi, bọn họ chắc chắn sẽ không. Tô Thương đang nói thì phía sau bụi cỏ lại có một bóng dáng khác đi ra, đó là Đoàn Khánh Sinh. Chủ nhân, Đoàn Khánh Sinh quỳ một gối xuống đất, xấu hổ chào hỏi Tô Thương. Tôi con mẹ nó, Tô Thương không nhịn được chửi tục, tại sao ông cũng ở đây? Tôi, Đoàn Khánh Sinh nhỏ giọng giải thích, tôi thấy nhóm người Thạch Sơn chủ bọn họ đều đến, cho nên tôi đã. Ông thật thích góp vui đấy. Tô Thương mắng một câu. Mặc dù anh đã ràng buộc linh hồn với Đoàn Khánh Sinh, nhưng mà chỉ khi nào anh muốn tìm Đoàn Khánh Sinh thì anh mới có thể cảm nhận được vị trí của đối phương. Nếu Đoàn Khánh Sinh xuất hiện trong phạm vi nhất định thì Tô Thương sẽ nhận được nhắc nhở. Nhưng vừa rồi Tô Thương đang bận làm loạn với Thiên Sơn Tuyết, sau đó Lâm Uyên xuất hiện, anh làm gì còn thời gian đi cảm nhận vị trí của Đoàn Khánh Sinh. Phẩm hạnh của đám hậu bối các người thật không đứng đắn. Dám làm những chuyện mất mặt khiến danh dự bị tổn hại, hừ, các người không nên làm như vậy. Đây là giọng nói của Thạch Hạo Hãn. Thạch Hạo Hãn cũng đến, thậm chí ông ta còn đến khá sớm, chỉ là do ông ta ẩn núp tương đối tốt. Lúc này, khi nghe thấy Đoàn Khánh Sinh cũng khai ông ta ra thì ông ta lập tức đứng ngồi không yên, vì thế ông ta đã đứng lên. Đồng thời, Thạch Hạo Hãn vừa lên tiếng đã đứng ở điểm cao nhất của đạo đức, mặt không đổi sắc. Tim không đập, hợp tình hợp nghĩa dạy dỗ đám hậu bối ở hiện trường. Ông nói rất hay. Những lời này xuất phát từ trong tâm của Tô Thương. Tô Thương vui vẻ phụ họa nói, mấy người đã thấy chưa, đây mới là khí phách của trưởng bối, mấy người nên học, chờ một chút. Đang nói thì Tô Thương bỗng nhiên ý thức được chỗ nào không đúng. Sau khi anh phản ứng lại thì khuôn mặt lập tức đen lại, Thạch Hạo Hãn, chính ông cũng nhìn trộm, sao ông còn không biết xấu hổ mà đi dạy dỗ người khác vậy? Mặc dù mối quan hệ của Tô Thương và Thạch Hạo Hãn đã được xoa dịu, nhưng dù sao Tô Thương cũng hận Thạch Hạo Hãn lâu như vậy, cho nên anh cũng không hề đổi cách gọi ông ta thành ông ngoại. Khụ. Thạch Hạo Hãn thấy vậy thì khuôn mặt già đỏ lên, sau đó chuyển đề tài, Tô Thương, những chuyện này thì nói sau đi, trước tiên chúng ta phải giải quyết lão độc vật. Đúng vậy, em họ, ông nội nói rất đúng, lão độc vật này dường như rất mạnh. Thạch Cửu Thiên đồng ý nói. Những người khác ở hiện trường cũng giống như vậy, tất cả ánh mắt đều rơi trên cơ thể Tô Ma. Tô Thương đương nhiên không thể nói thêm cái gì nữa, anh lui sang một bên, giao sân nhà cho bọn họ. Không còn cách nào, Tô Thương của bây giờ có một sự chênh lệch tương đối lớn với bọn họ, anh chỉ có thể đứng ở một bên quan sát trận chiến. Ha ha, tất cả đều là cảnh giới võ tôn à, thú vị, tôi đang muốn biết thêm về hệ thống cảnh giới mới của giới cổ võ, các người cùng lên đi. Lâm Uyên không hề sợ hãi chút nào, vẻ mặt ông ta khinh thường nhìn đám người Thạch Hạo Hãn. Lâm Uyên nắm trong tay cơ thể Tô Ma, chỉ dựa vào lực lượng thuần túy thì ông ta đã có thể so sánh với kết đan đỉnh phong. Mà mặc dù đám người Thạch Hạo Hãn đã một bước lên trời, tấn cấp lên cảnh giới võ tôn mới của hệ thống cổ võ, nhưng mà bọn họ cũng chỉ tương đương với kết đan sơ kỳ. Vì vậy, cho dù bọn họ có liên thủ với nhau thì Lâm Uyên vẫn như cũ không hề sợ hãi. Thậm chí ông ta còn có hơi hưng phấn. Bịch bịch bịch. 15 phút sau, Lâm Uyên là người đầu tiên chuyển động, ông ta điều khiển cơ thể Tô Ma, sải bước về phía đám người Thạch Hạo Hãn. Thái Sơn Thần Công. Thái Sơn Thần Công. Hai người Thạch Hạo Hãn và Thạch Cửu Thiên không hề do dự sử dụng chiêu thức mạnh nhất, cơ thể trong nháy mắt lớn hơn gấp mấy lần, giống như hai ngọn núi nhỏ, đứng ở phía trước mọi người. Thái Sơn Thần Công, thần bí khó lường. Sau khi triển khai, uy áp của hai ông cháu Thạch Hạo Hãn và Thạch Cửu Thiên đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hai người đã đặt chân vào cảnh giới võ tôn, cho nên giây phút này, uy áp của hai người vượt xa hơn bao giờ hết. Có điều, cơ thể màu vàng của bọn họ lại không hề thay đổi sau khi tấn cấp, mà là giống hệt như lúc trước. Kích thước của cơ thể và cảnh giới có quan hệ không lớn, chủ yếu là xem sự lĩnh ngộ Thái Sơn Thần Công. Cho nên, Thạch Cửu Thiên vẫn chỉ tăng thêm 7-8 thước, mà Thạch Hạo Hãn lại cao hơn 10 thước. Điều đáng nói là Thạch Hạo Hãn đã dùng hơn 100 lần Thái Sơn Thần Công. Thái Sơn Thần Công vượt quá 100, lần sử dụng thứ 101 chắc chắn phải chết. Nhưng Thạch Hạo Hãn đã phá vỡ bình cảnh của bản thân, đặt chân vào cảnh giới mới,
cảnh giới võ tôn, đây là cảnh giới mà tất cả người giới cổ võ đều chưa từng đạt tới. Năng lượng thể chất của Thạch Hạo Hãn bởi vì vậy mà đã được khôi phục, nói một cách khác, số lần trước đó đã bị xóa sạch hoàn toàn. Từ giờ trở đi, ông ta có thể sử dụng Thái Sơn Thần Công 100 lần nữa. Bây giờ, chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Lão độc vật, dưới sự gia tăng của Thái Sơn Thần Công, quanh người Thạch Hạo Hãn là một ánh sáng vàng rực rỡ, ông ta thản nhiên nói, hôm nay Bách Tông hội võ bắt đầu là may mắn của giới cổ võ, tôi không muốn giết chóc, nếu ông cứ như vậy rời đi, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản ông, nếu không, ông đừng trách tôi không khách khí. Ha ha, thật buồn cười. Lâm Uyên đứng dưới người khổng lồ màu vàng kim thì cực kỳ nhỏ bé, nhưng ông ta không hề sợ hãi. Ông ta ngẩng đầu cười lạnh nói, Thạch Hạo Hãn, ông nghĩ rằng tôi sợ sao? Chẳng lẽ ông không cảm nhận được, tôi của bây giờ đã có được sức mạnh, không hề yếu hơn ông sao? Lâm Uyên nhướng mày. Thật sao? Thạch Hạo Hãn nghe vậy thì trầm giọng nói, theo suy đoán thì cảnh giới võ tôn có thể so sánh với cảnh giới kết đan. Nhưng trên thế giới này chưa bao giờ có cảnh giới võ tôn, cho nên tôi có hơi nghi ngờ về việc này. Thạch Hạo Hãn lạnh lùng nói, lão độc vật, ngày hôm nay tôi sẽ lấy ông thử một lần. Dứt lời, Thạch Hạo Hãn đột nhiên ra tay, một nắm đấm cực lớn trực tiếp đập đến Lâm Uyên. Hừ, tôi đang có ý đó. Lâm Uyên liên tục cười lạnh, ông ta điều khiển cơ thể tô ma vung ra một đấm, trực tiếp tiếp chiêu Thạch Hạo Hãn. Dầm. Theo một tiếng nổ lớn, một dư chấn khủ âm bố của trận đấu theo hình gợn sóng bao trùm khắp không gian. Hiện trường đá vụn bay tán loạn, cỏ cây gãy đổ, thật quá mạnh. Mạnh quá. Ngay lập tức, Thạch Hạo Hãn lui về phía một bước, trong đôi mắt tràn đầy sự chấn động. Về phần Lâm Uyên, ông ta cũng lui nửa bước, nắm đấm còn nguyên vẹn không bị tổn hại gì, ngoài mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng ông ta có kinh ngạc. Cho đến nay, tôi đều cho rằng thế hệ cổ vũ đều rất yếu, cho dù giới cổ võ đã bắt đầu thay đổi thì cũng không có khả năng sẽ có thành tựu quá lớn. Lâm Uyên thầm nghĩ, cho nên mình chủ động buông bỏ cổ võ, lựa chọn đi trên con đường tu chân, mình cảm thấy bản thân đã vứt bỏ bóng tối theo ánh sáng rồi. Vậy mà mình lại không hề nghĩ tới, cảnh giới võ tôn trên võ thần lục địa lại mạnh như vậy, thật sự quá đáng sợ, nó có thể so sánh với cảnh giới kết đan. Lâm Uyên nhìn đám người Thạch Hạo Hãn, trong lòng đã có quyết định, ông ta thầm nghĩ, không được, những người này nhất định phải chết hết. Thạch Hạo Hãn vừa mới đặt chân lên cảnh giới kết đan sơ kỳ đã có thể tiếp được một đấm của mình mà không chết, thậm chí ông ta còn không bị thương, nếu như mình cứ tùy ý để đám cảnh giới võ tôn này tiếp tục trưởng thành, sợ rằng không bao lâu nữa trái đất này sẽ thuộc về giới cổ võ. Cảnh giới võ tôn, có thể so sánh với kết đan sơ kỳ. Như vậy, chẳng phải cảnh giới võ thánh trên võ tôn là thật như lời bên ngoài nói, tương đương với Nguyên Anh sao? Bây giờ ông ta nắm trong tay cơ thể tô ma mà cũng chỉ là kết đan đỉnh phong mà thôi. Cho dù kế hoạch của ông ta có thành công, cướp đi tháp hư không, cắn nuốt hồn pháp của lão tổ thì cũng không biết khi nào ông ta mới có thể đặt chân lên Nguyên Anh kỳ, ông ta tuyệt đối không thể để cho đám cảnh giới võ tôn này có cơ hội tấn cấp. Giết! Chỉ khi giết hết bọn họ thì mới có thể chấm dứt hậu hoạn, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện ông ta thống trị thế giới. Suy nghĩ đến đây. Ánh mắt của Lâm Uyên dần dần lạnh như băng, trên mặt tỏa ra sát ý nồng đậm, ông ta lạnh lẽo nhìn toàn bộ, hôm nay, tất cả các người ở đây, một người cũng đừng mong sống sót. Vốn dĩ Lâm Uyên không muốn giết Tô Thương, tránh cho Tô Vô Kỵ trở về, dẫn đến phiền phức không cần thiết. Có điều bây giờ ông ta đã thay đổi suy nghĩ rồi, dứt khoát hoặc là không làm, không thì phải nhổ cả tận gốc. Cho dù Tô Vô Kỵ còn sống trở về thì cũng chưa chắc lão già đó biết ông ta giết đám người này. Đối mặt với sự tấn công của Lâm Uyên, trong lòng Trương Mộ Cổ căng thẳng, đồng tử nhanh chóng co rút lại. Ngay lập tức, anh ấy khiên cái trống da thú lớn lui lại, né tránh Lâm Uyên. Nhưng mà Lâm Uyên lại đuổi theo không rời, trong chốc lát đã sắp đến gần Trương Mộ Cổ rồi. Ngăn ông ta lại. Thạch Hạo Hãn nhìn thấy cảnh này thì vội vàng nói. Trong phút chốc, bao gồm cả Thạch Hạo Hãn, mọi người đồng loạt xông về phía Lâm Uyên. Không còn cách nào khác, Lâm Uyên chỉ có thể tạm thời buông tha chuyện nhắm vào Trương Mộ Cổ, xuất chiêu đánh nhau với đám người Thạch Hạo Hãn. Trương Mộ Cổ, cậu tiếp tục vỗ trống từ xa đi, chúng tôi sẽ ngăn cản lão độc vật,
ông ta dùng trạng thái linh hồn để nhập vào cơ thể này, đòn tấn công âm thanh của cậu có hiệu quả với ông ta. Thạch Hạo Hạo đã nhìn ra manh mối, ông ta lập tức nói. Được. Trương Mộ Cổ gật đầu, anh ấy lập tức đứng ở đằng xa, liên tục đánh ra hồi trống thứ 5, hủy diệt. Sau khi anh ấy đặt chân vào cảnh giới võ tôn, sức mạnh hủy diệt của anh ấy không chỉ tăng lên, mà còn không còn bị hạn chế số lần. Chỉ cần Trương Mộ Cổ muốn, anh ấy có thể liên tục đánh ra hồi trống thứ 5. Tùng tùng tùng. M thanh cực kỳ lớn liên tục hướng đến Lâm Uyên, khiến Lâm Uyên thường xuyên phát ra những tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Nhưng chiêu này cũng không hề chí mạng, thậm chí Lâm Uyên còn có thể lấy một địch nhiều, đánh đến khó phân thắng bại với đám người Thạch Hạo Hãn. Cứ như vậy, hai bên bắt đầu giằng co, trong lúc nhất thời khó có thể phân thắng bại. Thật ra, theo lý thuyết thì kết đan đỉnh phong hoàn toàn có thể đạp vài tên võ giả võ tôn sơ kỳ dưới chân. Nhưng Thạch Hạo Hãn, Thạch Cửu Thiên, Thiên Sơn Tuyết, Lan Chỉ Nhược, Triệu Chỉ Nhược, Đoàn Khánh Sinh, Trương Mộ Cổ, bảy người này, tất cả đều có tuyệt học, lại được tiếp nhận sự thanh tẩy từ Kim Quang, vậy nên không ai là võ tôn sơ kỳ bình thường. Hơn nữa, Lâm Uyên chỉ dựa vào cơ thể Tô Ma mới có thể có được sức mạnh chiến đấu của kết đan đỉnh phong. Đầu tiên, ông ta chưa hoàn toàn dung hợp đến mức độ hoàn hảo với cơ thể Tô Ma, độ phù hợp không cao, điều này ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Thứ hai, cơ thể Tô Ma mỗi phút mỗi giây đều gặp phải những điểm xấu không đáng có. Mặc dù Lâm Uyên không cảm nhận được sự đau đớn, nhưng cơ thể này lại đang bị những điểm xấu chậm rãi ăn mòn, điều này cũng ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Hơn nữa, tiếng trống của Trương Mộ Cổ lại không ảnh hưởng đến cơ thể, mà là trực tiếp tấn công vào tinh thần. Nhưng linh hồn của Lâm Uyên chỉ mới là bán bộ trúc cơ mà thôi, nếu như ông ta không có cờ bách độc bảo vệ, sợ là ông ta đã trực tiếp bị Trương Mộ Cổ dùng một chiêu đánh đến hồn phi phách tán. Kết hợp mọi thứ ở trên, cho nên Lâm Uyên không thể lập tức bắt được bảy người Thạch Hạo Hãn. Có điều cơ thể của ông ta thật sự rất mạnh, cho nên mấy người Thạch Hạo Hãn cũng không bắt được ông ta. Đánh như vậy không được. Ở phía xa, Tô Thương đang quan sát trận chiến, anh phân tích nói, lão độc vật đang dần quen với cơ thể này, sợ không bao lâu nữa ông ta có thể điều khiển càng thêm thuần thục, hơn nữa linh hồn của ông ta đã thích ứng với các đợt tấn công bằng âm thanh của anh Mộ Cổ. Không quá 10 phút, chiến cuộc sẽ có một sự thay đổi cực lớn, đám người Thạch Hạo Hãn sẽ thua. Tô Thương lẩm bẩm, Tô đại thiếu gia, vậy thì nếu không, chúng ta chạy trước. Lúc này, Vương Phú Quý nghe được lời Tô Thương thì lập tức nóng nảy. Không được. Tô Thương lắc đầu nói, chúng ta ở lại chỗ này thì còn có mấy người Thạch Hạo Hãn ngăn cản, nếu như chúng ta rời đi, chúng ta sẽ rất bị động. Vương đại thiếu gia, mục tiêu của lão độc vật là tôi, cậu nên đi trước đi. Tô Thương nói, mẹ kiếp. Ai ngờ, Vương Phú Quý vừa nghe vậy thì lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, Tô đại thiếu gia, cậu coi Vương Phú Quý tôi là người nào, chạy con mẹ, cậu không đi, ông đây cũng không đi đâu cả. Anh em tốt. Tô Thương nghe cậu ấy nói như vậy thì hết sức cảm động, anh vỗ vai Vương Phú Quý, không nói gì nữa. Bởi vì anh biết, cho dù bản thân anh có tiếp tục khuyên Vương Phú Quý thì cậu ấy cũng không bỏ anh lại một mình mà rời đi. Cậu chủ. Lúc này, Ali và Tây Môn Long Ngâm nhận ra được nơi này đã xảy ra chuyện nên đã cùng nhau đến. Tô Thương gật đầu, sau đó ánh mắt của anh rơi trên người Tây Môn Long Ngâm, anh phân phó nói, Tây Môn Long Ngâm. Anh cũng gia nhập cuộc chiến đi. Được. Tây Môn Long Ngâm nhận được mệnh lệnh của Tô Thương thì có hơi do dự, nhưng rất nhanh anh ta đã gia nhập cuộc hỗn chiến. Anh ta đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lâm Uyên, cho nên lúc anh tham chiến đã lập tức dùng hỗn nguyên thần công và đại từ đại bi trưởng. Có Tây Môn Long Ngâm gia nhập, Lâm Uyên lại tăng thêm một ít áp lực, nhưng mà, vẫn như cũ, điều này vẫn không đủ để đánh bại ông ta. Câu hồn. Lúc này, Tô Thương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên sử dụng bí thuật câu hồn. Lão độc vật dùng trạng thái linh hồn nhập vào cơ thể Tô Ma, trên thực tế, linh hồn của ông ta tương đối yếu, đây cũng là nguyên nhân đòn tấn công âm thanh của Trương Mộ Cổ có hiệu quả. Cho nên Tô Thương sử dụng câu hồn, dự định bắt đầu từ linh hồn, câu lấy hồn phách của Lâm Uyên. Đáng tiếc, Tô Thương đã thất bại. Anh bị một cỗ sức mạnh khổng lồ bắn ngược lại, mở miệng phun một ngụm máu. Phụt.
Giây phút này, sắc mặt Tô Thương tái nhợt, nếu không phải có Ali đỡ, anh đã ngã xuống rồi. Ha ha ha, Tô Thương, cậu cũng không cần phải uổng phí sức lực, mặc dù tôi chưa hoàn toàn khống chế được cơ thể này, nhưng mà linh hồn của tôi đã hoàn toàn dung hợp thành một với cờ bách độc. Lâm Uyên vừa chiến đấu, vừa cười lạnh nói, có cờ bách độc bảo vệ, cậu đừng hòng dùng cái loại thủ đoạn bí mật này, cầu đi hồn phách của tôi. Cứ chờ đi, không đến 10 phút nữa, đám người Thạch Hạo Hãn này đều sẽ chết trong tay của tôi. Lâm Uyên lạnh lùng uy hiếp nói, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện trốn thoát, bởi vì như vậy cậu chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Nói xong, Lâm Uyên hoàn toàn tập trung chiến đấu, ông ta dựa vào sức mạnh mạnh mẽ của cơ thể Tô Ma mà thoải mái quét sạch bốn phía. Cậu chủ, để em lên đi. Lúc này, ánh mắt Ali đầy hung dữ nói. Không được. Tô Thương lắc đầu nói, cho dù em có khôi phục lại bản thể thì cũng không thể làm nên chuyện gì, em ở đây bảo vệ tôi, có lẽ có một người có thể đánh bại ông ta. Dứt lời, Tô Thương lập tức khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tiến vào tháp hư không. Về phần Ali và Vương Phú Quý, hai người đứng bên cạnh Tô Thương, cảnh giác đề phòng bốn phía. Lúc này, trong tháp hư không, như một thế giới hỗn độn, không gian mờ ảo mênh mông vô bờ. Linh hồn Tô Ma đang ngồi khoanh chân trong hư không bao la, hai mắt ông ta khép hờ. Đúng lúc này, Tô Thương xuất hiện, anh đứng trước mặt Tô Ma. Ha ha, Tô Thương, ngọn gió nào đưa cậu đến đây? Tô Ma mở mắt, hơi kinh ngạc, nhưng mà ông ta nói, chuyện có thể nói cho cậu biết thì tôi đã nói hết cho cậu, bây giờ cậu hỏi tôi cái gì, tôi đều không thể trả lời cậu. Tô Ma, Tô Thương đón nhận ánh mắt của Tô Ma. Anh thản nhiên nói, có người đang khống chế cơ thể của ông đến làm phiền tôi. À, Tô Ma nghe vậy thì lập tức lộ ra một nụ cười, ông ta nhẹ nhàng nói, nhanh như vậy sao, tôi còn cho rằng tôi phải chờ thêm một thời gian nữa, ha ha ha. Tô Thương, mặc dù trong thiên địa có điểm xấu, nhưng cơ thể của tôi bây giờ ít nhất là đã đạt tới sức chiến đấu của cảnh giới kết đan đúng không? Tô Ma tự hỏi tự trả lời nói, cậu đến tìm tôi đã nói rõ cậu và những người bên cạnh cậu không còn cách nào để đối phó. Tô Thương, thức thời thì cậu nên thả tôi ra ngoài, nể tình tôi và Tô Vô Kỵ là bạn cũ, tôi sẽ không làm khó cậu. Tô Ma nói tiếp, có điều, chỉ sợ tháp hư không này cậu phải đưa cho tôi. Nếu tôi không đồng ý thì như thế nào? Tô Thương nghe vậy thì nhướng mày nói. Ha ha, cậu sẽ đồng ý. Tô Ma cười. Ông ta tự tin nói, bởi vì cậu chỉ có thể chọn con đường này. Ai nói chứ? Tô Thương bước lên phía trước một bước trong phút chốc, không gian bên trong tháp hư không chấn động, âm thanh lồng lộng. Sau đó, khuôn mặt Tô Thương trầm tĩnh như nước, anh lạnh lùng nói, tôi còn có thể xóa bỏ linh hồn của ông, khiến cho ông hoàn toàn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể rời khỏi tháp hư không. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Ma nghe xong lời này. Nhìn lại sát ý bên trong cơ thể mình, không hề giống đang nói đùa, nhất thời ngồi không yên, trên mặt không còn vẻ phách lối lúc nãy nữa. Tô Thương, cậu hù ai vậy hả, cậu sẽ không làm thế, nếu như tôi hồn phi phách tán, cậu cũng không có quả ngọt để ăn đâu. Tô Ma vội vàng đứng dậy, đáy mắt hiện lên một chút lo lắng, khuyên tiếp, không phải tôi đã nói rồi sao, chỉ cần cậu thả tôi ra ngoài, mọi người đều bình an vô sự, không phải chuyện tốt hay sao chứ? Không tốt. Tô Thương thản nhiên nói, tôi không thích bị người khác uy hiếp, tôi cũng sống đủ rồi, Tô Ma, vì thế cứ để cho chúng ta chết cùng một chỗ đi, tôi đánh bay hồn phách của ông, để ông không thể sống lại, còn về cơ thể bên ngoài của ông, ha ha, không quan trọng, dù sao tôi cũng sống đủ rồi. Sống đủ. Đây chắc chắn là giả, Tô Thương vất vả lắm mới trọng sinh trở lại, làm sao có thể chết cùng chỗ với Tô Ma được chứ? Huống hồ gì? Những người phụ nữ của anh, bạn bè của anh, đều ở bên ngoài, Tô Thương tất nhiên sẽ không chịu chết cùng ông ta rồi. Có điều, với tình hình bây giờ, Tô Thương nhất định phải lộ ra vẻ không sợ chết, không quan tâm sống chết, dùng cách này để ép bức Tô Ma. Đây là một trận đánh cực lớn, người nào yếu thế trước, thì sẽ mất đi thời cơ trước. Vì thế, Tô Thương giống như thấy chết không sợ, nhanh chân đi đến hướng Tô Ma, lúc đi. Tháp hư không cũng theo đó mà vặn vẹo, giống như tạo cho Tô Ma một cảm giác cực kỳ áp bức. Tô Thương. Bình tĩnh, cậu cần phải tỉnh táo nha. Tô Ma thấy vậy,
không kìm nổi nữa rồi, chỉ trong một giây, trực tiếp luống cuống, vừa lùi lại vừa nói, thế giới này vẫn còn đẹp lắm, nhiều chuyện tốt đẹp như thế, tất cả mọi người có thể sống, hà tất phải lựa chọn cái chết chứ. Tô Ma cũng sống đến những năm tháng cuối cùng rồi, theo lý thuyết thì tính cách không phải bình thường, tuyệt đối không phải tùy tiện mà có thể hù hỏa. Nhưng ông ta bị cầm tù ở trong tháp hư không hơn 100 năm, cảm giác này cực kỳ khó chịu. Tô Ma giờ nào phút nào cũng đều tưởng tượng đến chuyện thoát khỏi tháp hư không, để xem thế giới bên ngoài một chút, để thở không khí bên ngoài, chuyện này vẫn còn làm chưa xong mà. Bây giờ, còn át chủ bài trước đó bản thân mình giữ lại, giờ đã có hiệu lực, có người điều khiển cơ thể mình đến đây cứu mình rồi. Vốn đã thấy mình sắp thu hoạch được tự do rồi, nhưng Tô Thương lại muốn cùng ông ta một đổi một. Con mẹ nó chứ. Cậu sống đủ rồi, ông đây thì chưa đủ nha, cậu muốn chết thì không sao, đừng mang theo ông mày chứ trời. Tất nhiên, Tô Ma chỉ là nghĩ ở trong lòng mà thôi, bên ngoài lại khách khí, cực kỳ sợ sẽ chọc giận Tô Thương, tốc độ nhanh hơn, chỉ sợ một đổi một. Ai ya, Tô Thương nhìn thấy Tô Ma sợ hãi, trong lòng nhất thời có chút vui rồi, nhưng ngoài mặt lại thở dài một hơi nói, đừng khuyên tôi nữa, tôi thật sự đã sống đủ rồi, cuộc sống thật mệt mỏi, chỉ bằng chết đi cho xong chuyện, tôi muốn được dễ chịu, người ta không phải đều nói dễ chịu nhất vẫn là chết hay sao, thế thì để tôi nằm xuống vậy. Tô Ma, đến đây cùng một chỗ với tôi đi, dù sao ông cũng sống lâu thế rồi, chắc là sẽ càng chán sống hơn tôi phải không? Chúng ta tay trong tay, trên đường xuống suối vàng cũng có bạn có bè. Tô Thương nghiêm túc nói. Tôi vẫn chưa sống đủ. Tô Ma sắc mặt biến đổi, vội vàng dè dặt nói ra, Tô Thương, có phải cậu đã gặp chuyện gì không vui phải không? Tôi là người từng trải, theo lý thuyết thì cũng là trưởng bối của cậu. Cậu nghe tôi khuyên một lời, nhìn thoáng ra chút đi, nghĩ đến những chuyện vui vẻ, như thế thì tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Tô Ma lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa trấn an Tô Thương, sợ Tô Thương đem ông ta đi, đồng thời cũng oán thầm trong lòng. Mẹ kiếp! Mình dễ dàng đi đến bước này lắm hay sao hả? Không phải là sắp được tự do rồi hay sao chứ? Giờ lại có người muốn kéo mình chết cùng nữa chứ? Thật đáng giận mà! Con mẹ nó, mình thật thê thảm quá, Tô Vô Kỵ đáng chết, sao lại có loại hậu nhân thế này chứ? Không có chuyện vui gì cả. Còn tiếp tục sống thì không có tí sức lực nào, không có chuyện gì có khả năng hấp dẫn tôi nữa rồi. Tô Thương thản nhiên nói, đồng thời giơ tay lên, mở bàn tay ra, nhằm ngay hướng Tô Ma. Tô Thương là chủ nhân tháp hư không, ở trong tháp hư không, có được lực khống chế mạnh nhất. Tô Ma có thể cảm nhận được, chỉ cần bàn tay Tô Thương nắm chặt, chính mình sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Đừng! Tô Ma hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều dồn dập. Không kìm hãm được mà nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, chuyện thú vị có nhiều lắm, Tô Thương, tôi giấu rất nhiều rượu ngon, Tô Thương, chờ sau khi tôi ra ngoài, chúng ta có thể cùng uống với nhau, không say không về nha. Tôi không có hứng thú với rượu, Tô Thương lắc lắc đầu nói. Vậy cậu thích gì chứ, tiền, hay là quyền, tôi đều có thể đồng ý với cậu, đúng rồi, gái đẹp cậu thích chứ. Tô Ma giống như tháo gỡ được khó khăn. Liền vội vàng nói, chờ sau khi tôi ra ngoài, tôi sẽ kiếm cho cậu 1.000 cô, không phải, là 10.000 mỹ nữ xinh đẹp cực phẩm, xinh đẹp tuyệt đỉnh nhất, chắc chắn đều phải thuộc cấp bậc tiên nữ, đều cho cậu hết. 10.000 người đó nha, một năm có 365 ngày, mỗi ngày đổi một người, mỗi người khác nhau, cũng mất 27 năm rồi. Tô Ma tiếp tục nói, chắc chắn sẽ để cậu sung sướng đê mê, muốn ngừng mà không ngừng được. Cậu sẽ có được tình yêu mãnh liệt nhất trên toàn thế giới. Phụ nữ hả, không thú vị, tôi cay rồi. Tô Thương đối với 10.000 mỹ nữ, không hề bị lay động, vẫn đang nản lòng và chỉ muốn phá hủy linh hồn Tô Ma. Dừng. Nhận ra được Tô Thương có xu hướng nắm chặt bàn tay, Tô Ma việc vàng toát mồ hôi lạnh, dạo dực nói, Tô Thương, tôi phục cậu rồi, cuối cùng là phải làm thế nào thì cậu mới từ bỏ suy nghĩ cùng chết với nhau chứ hả? Ai ra? Tô Thương cũng không thu hồi bàn tay, mà nhìn vào Tô Ma rồi nói, thấy ông như thế này là rất muốn sống tiếp rồi, hôm nay tôi có thể không làm ông hồn phi phách tán. Có điều, cái người bên ngoài khống chế cơ thể ông, tôi rất ngứa mắt, tôi muốn ông ta chết. Tô Thương nói tiếp, ông ta nắm trong tay cơ thể ông, là ông chắc chắc có cách khống chế ông ta chứ?
Con người của tôi không thích bị uy hiếp, nếu như không phải là ông ta ép tôi, vậy thì chúng ta sẽ chết cùng một chỗ đi. Tô Thương từ tốn nói, nhưng nếu ông ra mặt, giúp tôi giải quyết ông ta, nói không chừng ngày nào đó tâm tính của tôi trở nên tốt hơn, sẽ thả ông rời khỏi tháp hư không, để ông dung hợp với cơ thể, còn có thể trọng sinh. Chuyện này thật sao? Tô Ma nghe xong, nhất thời hưng phấn. Tôi lừa ông làm gì chứ? Tô Thương thuận miệng nói qua loa. Chuyện này, Tô Ma do dự vài giây, sau đó đưa ra quyết định, cắn răng nói, được, Tô Thương, hy vọng cậu có thể nói được làm được, người bên ngoài, giao cho tôi, đợi chút. Tô Thương, thằng nhóc này, đùa nghịch tâm trí với mình thật sao? Bỗng nhiên Tô Ma tỉnh táo lại, khuôn mặt sợ hãi dần biến mất, thay vào đó cười lạnh một tiếng, nói tới nói lui, hóa ra là cậu muốn tôi giúp cậu giải quyết nguy cơ bên ngoài. Điều này nói rõ, căn bản cậu không muốn chết. Ha ha ha, Tô Thương ơi là Tô Thương, không thể không nói, tên nhóc cậu đánh đòn tâm lý rất tốt đó nha, diễn kịch nửa ngày trời, toàn hù dọa tôi. Tô Ma lạnh lùng cười nói, nhưng ông đây đã sống mấy ngàn năm, sao lại có thể để một tên nhóc như cậu lừa được chứ? Lấy chuyện cùng chết để uy hiếp tôi đúng không? Được, vậy thì cậu ra tay đi, tôi ngược lại muốn xem. Cậu có dám cùng chết với tôi hay không đây? Nói xong, Tô Ma đi về phía trước một bước, giống như ăn chắc Tô Thương sẽ không xóa sổ chính mình, trên mặt biểu cảm hung hăng mà đứng dậy. Quả thực, Tô Ma phán đoán không sai, Tô Thương chắc chắn sẽ không đồng quy vu tận cùng ông ta. Lúc này, đến lượt Tô Thương nhức đầu. Anh ấy nhìn Tô Ma, giọng lạnh lùng nói, Tô Ma, không nói nhiều với ông nữa, nói cho tôi biết. Làm sao để đối phó được với cơ thể của ông, nếu không nói, tôi lập tức sẽ khiến ông hồn phi phách tán. Ha ha, cậu tưởng tôi ngốc à, nói ra thì, tôi ra thì mới chết đấy, nếu không nói, thì cậu cũng không dám giết tôi đâu. Tô Ma cười giễu cợt nói, bởi vì, không giết tôi, thì cậu mới có tia hy vọng sống sót, nếu tôi thực sự hồn phi phách tán, thế hệ sau khống chế cơ thể tôi, nhất định sẽ giết cậu. Cho nên, Tô Thương. Tranh thủ thời gian thả tôi ra ngoài đi, tôi có thể thề, tuyệt đối sẽ không làm cậu bị thương. Tô Ma dụ dỗ nói, như thế cậu không phải chết, mà tôi cũng đạt được ước muốn, vẹn cả đôi đường. Ông nằm mơ đi. Chấm, Tô Thương lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay lập tức dùng sức, trong nháy mắt đã bóp lấy cổ Tô Ma mặt trầm tự nói cho tôi biết, nếu không, tôi để ông tan thành mây khỏi đấy. Vậy cậu ra tay đi, tốt nhất là cứ giết tôi đi. Ngược lại tôi muốn xem, cậu có dám giết tôi hay không? Tô Ma hít thở khó khăn nhưng vẫn gắng gượng nói, đoán là Tô Thương sẽ không ra tay. Vậy ông nhìn cho kỹ vào. Tay Tô Thương dần dần dùng sức đến mức mặt mũi Tô Ma tràn đầy sự đau đớn, linh hồn dần mờ đi nhưng ông ta vẫn không chịu đồng ý. Hừ! Cuối cùng, Tô Thương lạnh lùng hừ một tiếng, tiện tay vứt Tô Ma xuống, giọng lạnh lùng nói, Tô Ma, ông suy nghĩ cho kỹ đi. Người khống chế cơ thể của ông kia, có đáng tin không? Nếu như tôi thật sự thả ông ra, ông ta sẽ giúp ông hồi sinh, hay là làm cho linh hồn của ông biến mất luôn? Tô Ma định đổi cách, khiêu khích nói, dựa vào sức mạnh linh hồn bây giờ của cậu, sau khi ra ngoài, e là rất khó để kìm hãm nó sẽ nghe lời cậu sao? Điều này cũng không cần ông quan tâm, ông ta có được cờ bách độc của tôi, chắc chắn sẽ báo đáp tôi thôi. Tô Ma nhặt về được một mạng, há mồm thở hổn hển, rồi nói, Tô Thương, không nên nghĩ người khác cũng có lòng dạ xấu xa nghĩ giống như cậu đâu. Sau khi tôi hồi sinh, chỉ cần đủ linh thạch, lại thêm tháp hư không trấn áp những thứ không rõ kia, rất nhanh tôi có thể khôi phục lại cảnh giới Nguyên Anh, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn, vô địch khắp thiên hạ. Tô Ma nói tiếp, người kia đi theo tôi, có thể ăn ngon uống say, tại sao phải hại tôi chứ? Ha ha. Ông quá ngây thơ rồi đấy. Tô Thương lạnh lùng cười nói, dựa vào sự hiểu biết của tôi, chỉ sợ đích thân ông ta sẽ khiến ông hồn phi phách, mãi mãi chiếm lấy cơ thể của ông, rồi tự mình vô địch thiên hạ, cần gì phải làm kẻ hầu người dưới nữa làm gì phải không? Không thể nào, Tô Thương, cậu đừng nói mấy lời sáo rỗng đấy nữa. Tô Ma kiên quyết không tin. Hừ, vậy thì cứ chờ xem đi. Tô Thương thấy không khuyên được nữa, liền động lòng. Thu hồi ý thức lại, khoác giao tiếp với Tô Ma nữa. Bây giờ không thể giết Tô Ma, vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.
nếu thực sự không được, thì đành phải liều mạng một lần thôi, nghe theo yêu cầu của lão độc vật, thả Tô Ma ra. Giờ phút này, Lâm Uyên đang chiến đấu với nhóm người Thạch Hạo Hán, hiện trường đã nghiêng về một bên thế lực rồi. Chiếc trống to bằng da thú của Trương Mộ Cổ, không biết lúc nào, đã bị Lâm Uyên đánh vỡ tan tành, không cách nào đánh ra đòn tấn công được nữa. Không có sự giữ chân của Trương Mộ Cổ, nhóm người Thạch Hạo Hán bắt đầu rơi vào tình thế lấy trứng chọi đá. Lúc này, cơ thể to cao của Thạch Hạo Hán đã bị Lâm Uyên bay vọt lên, đánh ngã xuống đất. Giống như đổ ầm một ngọn núi xuống, trong nháy mắt liền tạo nên một trận bụi bay đầy trời, cả một khoảng đất rung động, như cấp độ 5, 6 vậy. Phịch. Sau khi ngã xuống, cơ thể Thạch Hạo Hán bỗng khôi phục lại hình dạng ban đầu, rồi phun ra một vũng máu. Dáng vẻ công thần của núi Thái Sơn đã biến mất, bản thân Thạch Hạo Hán đã bị thương nặng. Ông nội, Thạch Cửu Thiên thấy vậy, ánh mắt run lên, nhanh chân lao tới chỗ Lâm Uyên. Nhưng kết quả là kết cục của cậu ấy cũng giống ý như Thạch Hạo Hán, bị đánh cho khôi phục lại hình dáng bình thường luôn, miệng phun ra một vũng máu, sắc mặt trắng bệch. Thêm một công thần của núi Thái Sơn biến mất, Thạch Hạo Hán và Thạch Cửu Thiên vô cùng yếu ớt, không thể tham gia chiến đấu được nữa. Tiếp theo, Thiên Sơn Tuyết, Triệu Chỉ Nhược, Lan Diệu Y, Đoàn Khánh Sinh, Trương Mộ Cổ, cũng thi nhau mất đi sức chiến đấu, nằm hấp hối trên mặt đất. Tiếp theo sẽ giết mấy người. Lâm Uyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thương, trầm giọng nói, bây giờ, không có ai giúp được cậu nữa rồi, tôi cũng không cho cậu thêm cơ hội nữa. Cậu không muốn chủ động giao tháp hư không và linh hồn của lão tổ tông ra, vậy tôi chỉ đành tự mình cướp lấy thôi. Vừa nói xong, hai mắt Lâm Uyên nheo lại, trực tiếp tiến thẳng về hướng Tô Thương, tránh cho đêm dài lắm mộng. Gầm. Ali trực tiếp khôi phục hình dạng vốn có, Cửu Vĩ Hồ xuất hiện tại hiện trường trong chốc lát, kêu lên một tiếng gầm rú, chủ động tiếp cận Lâm Uyên. Ha ha, yêu tộc à, lúc trước tôi kiêng dè cô, nhưng bây giờ, tôi có cơ thể của lão tổ tông, cô, sẽ không chịu nổi một trường đâu. Lâm Uyên nhếch miệng, vung tay lên, đã đánh bay Cửu Vĩ Hồ rồi. Nhưng, Ali không chịu khuất phục, tiếp tục xông lên, muốn phải bảo vệ Tô Thương. Nhưng kết quả của mong chờ đó là bị Lâm Uyên đánh bay xuống. Ali, bình tĩnh, cô không phải là đối thủ của ông ta đâu, giao cho tôi đi. Tô Thương trấn an Ali trước, sau đó muốn ngăn cản Vương Phú Quý ra tay, nói, Vương Đại Thiếu gia, cậu cũng thế, đừng xúc động, để tôi đến nói chuyện với ông ta. Nói xong, Tô Thương tiếp nhận ánh mắt của Lâm Uyên, thản nhiên nói, lão độc vật. Ông nhất định phải có được tháp hư không và linh hồn của lão tổ tông phái không? Đúng. Lâm Uyên lạnh lùng cười nói, thế nào, cậu thay đổi chủ ý rồi à, muốn hai tay dâng lên cho tôi sao? Nếu tôi cho ông hai thứ này, ông sẽ để chúng tôi rời đi sao? Tô Thương thản nhiên nói. Lâm Uyên khẽ cười nói, ha ha, có thể suy nghĩ một chút. Vậy tốt. Tô Thương gật đầu. Sau đó mở miệng nói, tôi sẽ thả linh hồn Tô Ma từ tháp hư không ra trước, đừng vội, tôi cần thời gian để xóa bỏ ấn ký của tôi, như vậy ông có thể dễ dàng để tháp hư không có thể nhận chủ rồi. Ha ha, Tô Thương, phối hợp như vậy không phải được rồi sao, sao cứ phải chém chém giết giết làm gì phải không? Lâm Uyên thấy Tô Thương chịu thua, liền thúc giục nói, nhanh đem linh hồn lão tổ tông thả ra đi. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó vừa nghĩ vừa hành động, tháp hư không hiện ra từ trong cơ thể anh ấy, lơ lửng giữa không trung, tản ra uy thế kinh khủng. Tháp hư không? Lâm Uyên nghi ngờ nói, đây chính là tháp hư không à, chỉ là, sao lại chỉ có 3 tầng vậy? Không rõ nữa, lúc tôi thu nhận tháp, nó đã có hình dáng này rồi. Tô Thương thuận miệng nói ra. Nhanh thả linh hồn lão tổ tông ra đi. Lâm Uyên thúc giục lần nữa. Được. Tô Thương không từ chối, hai tay co lại, tháp hư không rung theo, đồng thời tỏa ra một luồng ánh sáng. Vài giây sau, một lực rất mạnh, bừng lên từ tháp hư không, dần dần hình thành một bóng người mờ ảo. Tô Ma, ra đây rồi. Giờ phút này, mây trời biến sắc. Ha ha ha, ông đây bị phong ấn hơn 100 năm, cuối cùng đã thấy được ánh mặt trời rồi. Linh hồn của Tô Ma, nhìn như thật, phấn khích ngửa mặt lên trời cười to.
Ròng rã hơn 100 năm, ông ta đều ở trong tháp hư không, bây giờ đã được tự do, đương nhiên là vô cùng vui mừng rồi. Ngay sau đó, Tô Ma nhìn về phía cơ thể của mình, nhưng không trực tiếp nhập chủ. Bởi vì, Lâm Uyên còn đang ở trong cơ thể Tô Ma. Bây giờ sức lực linh hồn của Tô Ma rất yếu, không thể hoạt động mạnh được, chỉ khi Lâm Uyên đi ra khỏi cơ thể, thì ông ta mới có thể nhập vào xác được. Mà Lâm Uyên cũng đang xem chừng, mắt nhìn chằm chằm vào linh Tô Ma, mà không nói lời nào. Tuy ông ta từng nghĩ, có thể nuốt chửng được hồn phách, thì mãi mãi chiếm được cơ thể của Lão Tổ Tông. Nhưng bây giờ, Lâm Uyên có chút kiêng dè, không biết Lão Tổ Tông có chuẩn bị gì đó ở phía sau không, nhỡ may mình bị phạt, thì chỉ có đường chết mà thôi. Ở hiện trường, bầu không khí ngưng động lại, hai người đều đang đề phòng đối phương, người nào cũng không mở miệng nói trước. Lúc này, Tô Thương bỗng nhiên nói, Lão độc vật, mau ra tay đi, không phải ông muốn luyện hóa linh hồn Tô Ma à, còn nói, như vậy ông mãi mãi có thể chiếm được một cơ thể mạnh này, nhanh lên, bây giờ là cơ hội tuyệt vời nhất đấy, đừng để cho ông ta chạy thoát. Vừa nói xong, hai người Tô Ma và Lâm Uyên, bỗng giơ đao múa kiếm, không khí ở hiện trường như đang đóng băng vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.